Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là Quyết Đào, admin của Forex Center và chúng ta đến với Zoom ngày đầu năm mới. Hôm nay là mùng 6 Tết đúng không ạ? Chúc mừng 100 bạn đã quan tâm đúng không ạ? Dành cái vé vào trong cái buổi Zoom. Còn rất là nhiều anh em ở bên ngoài không vào được đúng không ạ? Đó. Và các bạn chỉ cần ao ra ngoài thôi. Như là vừa xong một bạn ao ra đấy thì sẽ có bạn vào ngay nhá. Tại vì bèo nhất là ở bên ngoài có khoảng tầm 30-40 bạn không vào được đúng không ạ? Rất nhiều đấy. Thì cái buổi Zoom ngày hôm nay là cái buổi Zoom định hướng đầu năm 2021 đúng không ạ? Năm Tân Sửu, một cái năm gọi là năm châu vàng. Tại vì năm nay xét về góc độ phong thủy ấy, thì cái khí tiết đúng không ạ? Cái khí trời nó rất là thuận hòa đúng không ạ? Nó sẽ là rất là thuận buồm xuôi gió. Đấy. Còn về góc độ mà cơ hội đấy thì năm Tân Sửu là một trong những cái năm, những cái tuổi mà tuổi nói chung là những cái tuổi mà nó không được ưu ái lắm nó sẽ thành công đúng không ạ? Thì chính vì góc độ đó đúng không ạ, chính từ cái xuất phát từ cái năm này đúng không ạ, cộng với những cái cơ hội hiện tại từ internet thì đây là một trong những năm mà chúng ta nên tập trung vào đầu tư. Và trong 2021 khi mà đi gặp gỡ rất là nhiều các cái đối tác, như là gặp rất là nhiều người, họ hỏi admin rằng là trong 2021 thì chúng ta làm gì để thành công. Tôi nói hai vấn đề đúng không ạ? Chúng ta trong 2021 ấy, thì năm nay chúng ta sẽ làm, một là bất động sản, hai là marketing online đúng không ạ? Hay nói cách khác là kinh doanh online chúng ta sẽ thành công. Tại vì sao? Một là thời đại Covid bây giờ nó rất là phức tạp. Việt Nam cái việc mà giãn cách xã hội ấy, nó chỉ là tính theo ngày thôi, chứ hiện tại nó đang khá là rất là nhiều cái bất ổn đúng không ạ? Rất là nhiều tỉnh thành đang bị cô lập rồi. Và chỉ cái vấn đề ship ấy, nó sẽ tồn tại, ship chắc chắn sẽ được ưu ái. Còn lại vấn đề về giao thông hàng hóa bình thường di chuyển, những cái ngành bị ảnh hưởng rất là lớn đó là du lịch đúng không ạ? Khi mà anh em mình trong 2020 đã chứng kiến đúng không ạ, nhìn thấy cái cảnh về Covid đúng không ạ, về dịch bệnh rất là nhiều vấn đề. Đấy, thì bây giờ đúng không ạ, tôi sẽ nói cho anh em mình biết những cái cơ hội khi mà làm dropshipping đúng không ạ. Thứ hai là những cái hướng đi kiếm tiền online đúng không ạ, như là affiliate, như là freelancer, như là làm các cái công việc về kỹ thuật, về marketing là cái để chúng ta làm ra tiền đúng không ạ. Anh em mình đúng không ạ, có cái câu hỏi gì đúng không ạ thì cứ để ở dưới cái phần bình luận nhá. Còn lại dropshipping đúng không ạ, dropshipping tôi nói một cách ngắn gọn đúng không ạ, là cái việc mà chúng ta kinh doanh bỏ qua cái khâu vận chuyển, tức là chúng ta chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất thôi. Có lẽ là anh em mình ở trong các cái team về quá trình đúng không ạ, team về đào tạo là tìm hiểu về dropship đã khá là quen thuộc với những cái thuật ngữ như vậy. Nhưng mà tôi cũng nói lại như thế này, dropshipping đúng không ạ, là bán hàng không thông qua cái khâu vận chuyển mà chúng ta tập trung vào khâu marketing. Còn cái khâu vận chuyển này được giao cho cái kho hàng đúng không ạ. Thì khi mà làm dropship thì chúng ta quan tâm hai vấn đề thôi đúng không ạ, là marketing và bán hàng hết đúng không ạ. Còn cái đối tác, cái kho hàng người ta sẽ quan tâm một là mã vận chuyển của chúng ta, mã đơn hàng của chúng ta, hai là thông tin giao dịch. Khi mà nhận được hai cái này đúng không ạ, thông tin giao dịch hoặc là mã vận chuyển gọi là mã đơn hàng đấy, thì kho hàng sẽ đóng gói và ship đúng không ạ, và ship đến tay khách hàng cho mình, và tiền sẽ về tài khoản, một là tài khoản Shopee, hai là tài khoản app giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm hay là Viettelbot. Thì nếu mà chia về hình thức làm dropship thì admin ở trong Forex Center chia ra làm hai hình thức. Một là hình thức làm dropship thông qua sàn thương mại điện tử, hai là thông qua app giao hàng. Bạn lưu ý nhé, nếu mà có giấy bút ghi chép thì các bạn hãy tốc ký ạ. Tại vì như thế này, khi mà thông qua giao hàng, khi mà thông qua làm dropship shipping đúng không ạ, là gì, là giao hàng mà. Chính vì góc độ đó làm dropshipping bản chất của nó là giao hàng. Do vậy á, chúng ta lợi dụng cái việc giao hàng để chúng ta thực hiện cái việc bán hàng online mà không cần thông qua khâu vận chuyển. Nó khác cái việc mà chúng ta làm cộng tác viên ở chỗ nào,
làm cộng tác viên thì chúng ta phải bán hàng theo cái giá mà cái đối tác của chúng ta quy định, còn làm dropship thì chúng ta thoải mái về định giá bán, ok chưa? Thì quá trình làm dropship ấy, đúng không ạ, thì chúng ta thông qua một là sàn thương mại, tại vì trên các cái sàn thương mại như là Tiki, Lazada, Sendor, đúng không ạ, nó đã tích hợp vận chuyển ở trong đó. Thì khi mà chúng ta có đơn hàng thì ngay lập tức cái sàn thương mại sẽ sinh ra một mã vận chuyển tương ứng với một cái nhà vận chuyển khi mà họ hợp tác. Tức là nếu như mà chúng ta sử dụng Shopee thì Shopee có rất là nhiều cái tích hợp của nhà vận chuyển vào trong đó, để gì ạ, để khi mà có đơn nó sẽ đưa, nó sẽ trả về cho chúng ta một cái tham số, và cái tham số đó là mã vận đơn. Ví dụ như là Shopee của chúng ta kết tích hợp với Viettel Post, tích hợp với giao hàng tiết kiệm, thì khi mà khách hàng á họ chọn cái đơn vị vận chuyển nào, đúng không ạ, thì mã đơn hàng sẽ sinh ra. Và lúc này bạn, chúng ta là người làm dropship, chúng ta sẽ đưa cái mã đơn hàng này cho cái kho hàng và cộng với chuyển khoản cho họ, đúng chưa ạ? Thì gì, thì kho hàng sẽ viết cái mã đơn này của chúng ta lên trên gói hàng, và ship sẽ tới lấy tại kho, và khách hàng nhận được tiền sẽ đổ về ví Shopee của chúng ta, và chúng ta rút tiền về tài khoản ngân hàng. Đấy là dropship, đúng không ạ? Qua sàn thương mại, tôi lấy ví dụ của Shopee cho chúng ta dễ hình dung. Cái thứ hai là bạn admin vào trong này để quảng bá Marketplace. Thì chờ xíu nha, admin kick out spam. Ok. Spam, đúng ạ. Cái thứ hai đó là chúng ta làm dropship không thông qua sàn thương mại, thì chúng ta sử dụng tất cả những kênh, đúng không ạ? Không phải là sàn thương mại như là Marketplace, như là Facebook, như là Fanpage, như là Group, như là TikTok, như là YouTube, như là Chợ Tốt, tất cả các kênh còn lại không phải sàn thương mại. Thì lúc này chúng ta làm kiểu gì, thì lúc này chúng ta cần phải thông qua một cái gọi là app giao hàng. App giao hàng chúng ta có thể sử dụng app giao hàng nhanh, hoặc là chúng ta sử dụng app giao hàng tiết kiệm, admin hay sử dụng app giao hàng tiết kiệm, hoặc là Viettel Post, để chúng ta tự lên đơn. Và chúng ta tự lên đơn và chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ gửi cái mã đơn này, đúng không ạ, cho kho hàng để kho hàng đóng gói, ghi cái mã đơn hàng này lên, ship sẽ tới lấy, đúng không ạ? Và gì? Và giao tới tay khách hàng, và khách hàng nhận được thì tiền sẽ đổ về trong cái tài khoản, cái app giao hàng của chúng ta đó. Thì đây là hai hình thức, đúng không ạ? Thì đây là nói sơ qua về dropshipping. Thì cái cơ hội dropshipping nó lớn là tại vì sao? Tại vì anh em mình nhìn nhận một cái quá trình marketing, quá trình kinh doanh online hay là kinh doanh offline, nó đều trải qua những cái vấn đề như thế này. Một là khâu tìm hiểu thị trường và nhập hàng, tìm hiểu khâu thị trường, đúng không ạ? Ai có nhạy bén thì mới tìm hiểu thị trường tốt được và quyết định là chúng ta cần kinh doanh cái gì, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có vốn để ôm hàng, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chuẩn bị kho bãi để hàng, chúng ta cần phải chuẩn bị nhân sự để gì ạ, để đóng gói, đúng không ạ? Chúng ta cần phải thực hiện tập trung vào marketing, đúng không ạ? Chúng ta phải tập trung vào quảng bá đó, đúng không ạ? Chúng ta tập trung vào vấn đề về xử lý và đổi trả, bảo hành, đúng không ạ? Sau đó là khâu remarketing, vân vân, rất là nhiều khâu, đúng không ạ? Chưa kể là nếu mà chúng ta mở cửa hàng thì chúng ta sẽ còn có cái khâu về thuế má này, đúng không ạ, đăng ký này, đúng không ạ? Rồi là các cái khâu như là về decor, set up cửa hàng, thì những cái khâu như vậy nó tốn rất là nhiều chi phí, vô cùng nhiều chi phí, đúng không ạ? Thì cái chỗ này đó, đúng không ạ? Cái chỗ này để gì, đúng không ạ?
khi mà anh em mình làm ấy, nó qua trải qua quá nhiều đúng không ạ, nó quá nhiều cái khâu, và những cái khâu này tốn rất là nhiều tiền. Còn khi mà làm dropship thì chúng ta không cần phải ôm hàng, chúng ta không cần phải kho bãi, chúng ta không cần phải decor, chúng ta không cần setup, và cái tập trung duy nhất là đó là marketing. Và cái 2021 mà làm cho kỳ được, 2021 mà làm cho tới cùng đúng không ạ, là chúng ta tập trung hết đúng không ạ, tập trung mạnh mẽ đúng không ạ, sâu vào trong vấn đề về marketing đúng không ạ. Tại vì Zoom đang là 100 người á, nên ra là gì ạ, nên ra là không còn slot nữa đúng không ạ, ai mà out ra thì chắc chắn sẽ có người thế vào chỗ đó ngay. Và trong 2021 dù anh em mình là kinh doanh đã có shop hay là chưa có shop, muốn kinh doanh thì chúng ta làm dù cái hình thức gì trên online đi chăng nữa đúng không ạ, là bán mỹ phẩm, bán quần áo, bán bất cứ thứ gì gọi là kinh doanh, hay chúng ta làm affiliate marketing gọi là tiếp thị liên kết đúng không ạ, hay chúng ta làm bất cứ hình thức nào liên quan đến quảng bá đúng không ạ, chúng ta cần đều phải tập trung vào quảng bá. Và sau đây đúng không ạ, tôi sẽ nói sâu cho anh em mình về cái vấn đề về marketing online, về quảng bá online, tại vì đây là nguồn đúng không ạ, nguồn là nền tảng, là bản chất của mọi vấn đề liên quan đến online. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta không marketing thành công thì chúng ta sẽ không có đơn hàng. Chúng ta không có marketing thành công thì chúng ta sẽ không thể bán được hàng. Chúng ta sẽ không có, không thể giàu có được. Bản chất của kinh doanh đúng không ạ? Kinh doanh online nhá, đó là sự quảng bá đúng không ạ? Thì bây giờ nhá, quảng bá, em mình sẽ chia làm bốn vấn đề quảng bá, bốn vấn đề quảng bá đúng không ạ? Bốn vấn đề quảng bá gồm thứ nhất đúng không ạ, là quảng bá bằng Facebook Marketing. Tại vì sao tôi đặt Facebook Marketing ra là một vấn đề quảng bá, tại vì Facebook Marketing có hơn 60 triệu người đang sử dụng và là cái mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam. Việt Nam hơn 100 triệu dân thì hơn một nửa dân số đang sử dụng mạng xã hội này, đúng chưa ạ? Và đây là một cái kênh mà chúng ta cần phải tập trung hết mình vào nó. Thì Facebook Marketing thì chúng ta cần chú ý cái vấn đề gì? À, anh em mình ai cũng hiểu rằng đấy là Facebook có Facebook cá nhân, và chúng ta nghĩ rằng là phải sử dụng Facebook cá nhân để bán hàng thì đó chỉ là một kênh thôi. Tại vì Facebook Marketing nó sẽ gồm tất cả các kênh trên Facebook, nó sẽ gồm Facebook cá nhân, sẽ gồm fanpage. Nếu như anh em nào mà chưa biết fanpage là gì hãy gõ đúng không ạ? Nó sẽ gồm group, có nghĩa là hội nhóm, rất nhiều hội nhóm đúng không ạ? Được chia làm rất rất nhiều vấn đề về sở thích, về hành vi, về nhân khẩu học, về gì ạ? Giới tính. Và chúng ta chỉ cần lựa chọn đúng nhóm mà chúng ta có thể kinh doanh thành công đó đúng không ạ. Nó sẽ gồm gì ạ, marketplace, đây là cái không gian mở cho tất cả những cái người kinh doanh, những cái status đúng không ạ, tất cả những cái bài viết có mục tiêu kinh doanh sẽ được đổ tập trung hết về marketplace. Đây là nơi đúng không ạ, cái như là một cái chợ của Facebook vậy đó, nó giống như là nhóm, nhưng mà cái nhóm thì nó giới hạn bởi thành viên, còn marketplace thì không bị giới hạn. Thì đây là cái kênh mà anh em mình cần phải tập trung. Cái kênh tiếp theo đó là Instagram. Instagram là một trong những kênh của Facebook đã được Facebook mua lại rất là lâu rồi và có một cái lượng người dùng rất là tốt đúng không ạ. Những người mà sử dụng market mà những người sử dụng Facebook có thể là ảo, nhưng mà những người sử dụng Instagram thường là thật đúng không ạ. Đó là chúng ta có thể live stream đúng không ạ, chúng ta có thể dùng cái watch có nghĩa là video, chúng ta có thể dùng bản tin để marketing, chúng ta có thể sử dụng Messenger để marketing. Và vừa xong đây mình còn một số kênh nữa đúng không ạ, cái kênh thứ 10 đó là chạy quảng cáo. Có nghĩa là đối với Facebook Marketing chúng ta phải sử dụng toàn bộ những thứ ở trên Facebook để chúng ta làm việc marketing. Dù bạn làm bán cái đồng hồ, bạn bán cái visa, bạn bán cái túi sách, hay bạn bán đôi giày, bất cứ cái gì bạn phải xây dựng kênh và các bạn quảng bá lên thì chỉ cần sử dụng Facebook thôi là đã đầy đủ trọn vẹn cái việc mà chúng ta đã có hàng ngàn đơn rồi. Và ở trong đội nhóm Fori đúng không ạ, những cái đội nhóm quá trình, những cái đội nhóm được đào tạo, admin chỉ rõ rất là kỹ những vấn đề này đúng không ạ. Thì đây nói về kênh trước nhá, còn xíu nữa chúng ta làm gì thì sẽ có một phần sau nữa đúng không ạ, chúng ta sẽ nghe tiếp. Đây là Facebook Marketing, ok không ạ? Nếu như anh em mình nào mà nhanh giỏi tốc ký đúng không ạ, chúng ta hãy ghi chép lại thật là nhanh những cái mà admin nói đúng không ạ, thì vì đây là định hướng. Ok, đây là Facebook Marketing, đây là kênh đầu tiên mà chúng ta đúng không ạ, tổng thể kênh đầu tiên gọi như vậy nó mới chính xác đúng không ạ. Tập gọi là Facebook Marketing, các bạn nghĩ rằng là Facebook cá nhân đó là một sai lầm đúng không ạ, mà Facebook Marketing nó gồm tổng thể hệ thống kênh liên quan đến Facebook. Và trong 2021 chúng ta phải làm beo nhất là được 70% hệ thống kênh của Facebook Marketing thì chúng ta mới có gì ạ, mới có tiền được. Và đừng hỏi tại sao chúng ta cần phải làm nhiều như vậy, nó không nhiều,
xíu nào cả, đúng không ạ? So với một người, đúng không ạ? Chắc chắn, đúng không ạ? Trong chúng ta ai cũng đã từng, đúng không ạ? Ai cũng đã từng gì ạ? À, phải đi làm mướn, đúng không ạ? Phải đi ít nhất là làm cho chúng chính bản thân chúng ta, đúng không ạ? Xây nhà, xây cửa, rồi là làm nông, làm ruộng rất vất vả, đúng không ạ? Cày bừa cuốc đất rất vất. Và tôi cũng như vậy. Và còn khi mà chúng ta làm online thì chúng ta chỉ cần một cái điện thoại thôi, một cái máy tính thì nó rất là dễ dàng để chúng ta thực hiện cái việc quảng bá, việc cái kinh doanh này. Thì làm rất nhiều, nhưng mà nó rất là nhàn, và quá trình làm nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái hệ thống kênh, và tự đơn nó sẽ đổ về, đơn nó sẽ đổ về liên tục, đúng không ạ? Và nó sẽ tạo ra một cái hệ thống kiếm tiền thụ động bởi cái sự chủ động của chúng ta, đúng không ạ? Đó là Facebook. Cái thứ hai đó là kênh thương mại điện tử. Kênh thương mại điện tử có nghĩa là sao ạ? Thương mại điện tử mọi người nghĩ ngay rằng đến Shopee, nhưng mà không, Shopee chỉ là một kênh trong hệ thống thương mại điện tử thôi. À, tất cả những cái kênh trên internet có chức năng thương mại được xếp vào thương mại điện tử, nó sẽ gồm Shopee, đúng không ạ? Tại vì Shopee dễ làm, chúng ta cần phải làm Tiki, Lazada, Sen Đỏ, Chợ Tốt, đúng không ạ? Và những cái kênh như là Thị Trường Sỉ, đúng không ạ? Những cái kênh khác liên quan, đúng không ạ? Có chức năng thương mại thì được xếp vào cái dòng thương mại điện tử này, và chúng ta phải sử dụng ít nhất là hai kênh, một là Shopee, hai là Sen Đỏ, để chúng ta up sản phẩm của chúng ta lên trên đó. Thì gì ạ? Thì cái lượng tương tác khách hàng của chúng ta mới nhiều, đúng không ạ? Và cái quá trình này làm, anh em mình làm cả một năm mà, cả một năm 2021, hôm nay mới là mùng 6 Tết thôi. Anh em mình hay đặt ra một cái câu dấu chấm hỏi ấy là bây giờ tôi lưu ảnh và tôi lưu hình rồi, bây giờ chúng ta làm gì để có đơn? Thì như vừa xong anh mình nói đó, đúng không ạ? Thì tiếp theo, đúng không ạ? Cái hệ thống kênh thứ ba mà anh mình phải xây dựng được, đúng không ạ? Đó là social network. Social network có nghĩa là sao? Social có nghĩa là cộng đồng, là những kênh như này, như là TikTok đang có hơn 20 triệu người đang sử dụng, như là YouTube ở Việt Nam có hơn 43 triệu người đang sử dụng, đúng không ạ? Như là các cái forum, rất là nhiều forum như là làm cha mẹ, tinh tế, đúng không ạ? Web trẻ thơ, vân vân, rất là nhiều cái forum, đúng không ạ? MMO for me chứa hàng triệu người ở trên đó, và những người ở trong những cái forum này là những người thật. Facebook thì có thể ảo, đúng không ạ? TikTok thì có thể ảo, nhưng mà những người ở trong forum chắc chắn 100% họ là những người thật. Và mình xây dựng cộng đồng Forum này có rất là nhiều anh em mình, đúng không ạ? Ở trên cộng đồng đó. Có anh em nào đang ở trong MMO for me không ạ? Có anh em nào biết Forum Center ở ngày hôm nay từ MMO for me không ạ? Có anh em nào biết Forum Center hoặc là nhóm cộng tác viên iPhone hoặc là phụ kiện điện thoại trên tinh tế không ạ? Nếu như mà có ai ở trong 100 người này, đúng không ạ, nói tôi. Rồi, có anh em nào đang biết đến chúng tôi, đúng không ạ? Biết đến Forum ở cái hai kênh này không? Có không ạ? Nếu mà có thì anh mình nhắn tôi nhá. Vì sao? Tại vì các cái cộng đồng này nó mang lại cho mình cái traffic rất là tốt, cực kỳ tốt, đúng không ạ? Đấy là cộng đồng thứ ba mà chúng cái hệ thống kênh thứ ba mà chúng ta cần phải tập trung. Cái hệ thống kênh thứ tư, đúng không ạ, mà chúng ta cần phải làm, đúng không ạ, đó là blog và website. Tại vì sao tôi tách riêng ra? Tại vì cái này là của mình, còn những cái vừa xong nói đó là của người ta, đúng không ạ? Nếu mà chia theo cách chia là bây giờ xây dựng hệ thống kênh gồm chia theo kiểu gì, sẽ chia theo hai vấn đề là chia theo kênh của mình và kênh của người ta. Kênh của người ta có nghĩa là ở ví dụ như là đây, Facebook là của Matt, đúng không ạ? Đúng chưa? Đó, Shopee là của hệ thống, đúng không ạ? Của team Shopee. Còn website và blog cá nhân là của mình này. Và chúng ta làm website, chúng ta up sản phẩm lên, làm blog để chúng ta up cơ hội lên, và chúng ta up thật là nhiều và chuẩn SEO thì gì ạ? Số lượng tương tác sẽ về, chắc chắn đơn sẽ về, và chúng ta cần mất 6 tháng hoặc là 8 tháng, thậm chí cả một năm nay để chúng ta tập trung làm content. Nhưng mà năm sau nữa và năm sau, tất cả những năm sau chúng ta sẽ là những người hái quả. Tôi biết chắc chắn rằng nó không có gì là dễ dàng cả, đúng không ạ? Nhưng mà ai là người kiên trì thì người đấy sẽ thành công. Đây là những cái mà tôi, những cái lời gan ruột, đúng không ạ? Tại vì xíu nữa tôi sẽ cho anh mình xem cái hệ thống kênh chuẩn, đúng không ạ, của admin để xây dựng chính cái Forum Center này nó như thế nào, đúng không ạ? Thì khi mà anh mình đã làm được rồi thì anh mình sẽ kéo theo rất nhiều thứ kiếm được tiền, đúng không ạ? Ngoài dropship thì chúng ta có thể làm affiliate, đúng không ạ? Ngoài dropship, ngoài affiliate chúng ta có thể làm freelancer, có nghĩa là chúng ta làm được, quan điểm là ba vấn đề: làm được cho mình là cái làm đầu tiên,
đúng không ạ? Làm được cho người khác là cái làm thứ hai. Cái làm thứ ba là đào tạo và hướng dẫn người khác. Và chính ở trong Forin này, admin làm cho mình, cung cấp dịch vụ cho người khác, đào tạo người khác, đúng không ạ? Và những cái này nó đều ra tiền và rất nhiều tiền. Còn bán gì không quan trọng, lưu ý nhá, bán gì không quan trọng, quan trọng là bán như thế nào, đúng chưa? Và bán như thế nào nó gồm hai vấn đề. Một là sử dụng kênh nào để bán, như vừa xong tôi đã nói rồi, nói vắn tắt lại là sử dụng Facebook Marketing, sử dụng đúng không ạ, Shopee, Tiki, Lazada, Shein, đúng không ạ, có nghĩa là sử dụng thương mại điện tử, đúng không ạ, sử dụng gì ạ, sử dụng social network và sử dụng vấn đề về web và blog. Cách chia sẻ 10 đơn đúng không ạ, hay là 20 đơn hay là 100 đơn, thì đây tôi đang nói đây ạ. Đơn tôi về rất là nhiều, giống như là hôm nay là về thời trang ấy, là nó có khoảng, tôi về khoảng tầm hơn 80 đơn chắc là thời trang mà không mất bất kỳ một đồng chi phí quảng cáo nào. Và những cái mà tôi đang nói cho các bạn đấy, đúng không ạ, nó từ marketplace, đúng không ạ, nó từ fanpage, nó từ group, và nó qua từ đội nhóm cộng tác viên, đúng không ạ. Nếu như mà đây là cái bốn cái hệ thống kênh mà anh mình phải xây dựng cho kỳ được, đúng không ạ, và muốn xây dựng được điều này thì anh mình phải phải biết cái điều này, đúng không ạ. Thứ nhất là anh mình phải biết về content, có nghĩa là bây giờ anh mình xây dựng kênh xong, bây chúng ta up gì lên trên đó, up như thế nào, đúng không ạ. Thì content sẽ gồm ba vấn đề chính, đúng không ạ. Content là gồm hình ảnh, gồm bài viết và bằng video. Thì bây giờ làm dropship á, chúng ta không thể nào mà chờ để cái nguồn cung cấp để cho chúng ta mọi thứ được. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Cái gì có thì tận dụng trước, cái gì chưa có thì sẽ tối ưu. Giống như là ở nguồn họ có hình ảnh, họ có bài viết cơ bản, đúng không ạ? Hoặc là họ có hình ảnh thôi thì chúng ta phải tự sáng tạo bài viết một cách khác biệt, đúng không ạ? Hai là họ có hình ảnh rồi, đúng không ạ? Họ có bài viết, hoặc là họ có thông số, hoặc là không có gì hết, đúng không ạ? Chỉ có hình ảnh thôi thì chúng ta phải tận dụng cái hình ảnh này, và chúng ta phải làm cái content làm sao cho nó rõ nét để up lên các cái kênh đó. Cái thứ ba là nếu như mà không có video thì chúng ta, cái video cơ bản nhất là chúng ta ghép những hình ảnh lại tạo thành video, hoặc là chúng ta nhập hình, nhập nhập sản phẩm về để chúng ta gì ạ, nhập sản phẩm về để chúng ta làm gì ạ, để làm video đơn giản nhất, là những cái video cơ bản nhất, là ví dụ như là về phụ kiện điện thoại, đúng không ạ. Chúng ta rất dễ làm review, đúng không ạ, rất dễ làm review. Thì trước khi mà muốn bán hàng, bán gì tôi không cần biết, anh căn căn bản là anh phải có content trên hệ thống kênh, đúng không ạ. Thì bây giờ đơn giản là bây giờ chúng ta quảng bá mà, chúng ta làm marketing. Bản chất của kinh doanh sản phẩm gì tôi không cần biết, quan trọng là anh phải quảng bá được nó lên trên internet, và quảng bá nó như thế nào, đúng không ạ. Quảng bá nó phải gồm đa dạng, gồm hình ảnh, đúng không ạ, ăn bằng trước hạn, đúng không ạ, nhìn bằng ánh mắt trước hạn, sau đó là anh đọc, đọc để hiểu và dễ hình dung, ngắn gọn xúc tích và đầy đủ ý, có bảo hành, có cam kết, đúng không ạ. Sau đó mới là đến cái video là trực quan, đúng không ạ, và chúng ta sử dụng tất cả những cái vấn đề liên quan đến marketing để chúng ta tương tác lên trên hệ thống kênh nó, up lên hệ thống kênh nó. Nếu chúng ta sử dụng một cái Facebook thôi, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ chỉ tương tác với một lượng ít khách hàng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng một hệ thống như vậy để quảng bá thì 1 năm sau thôi, đúng không ạ, không phải 10 kênh đâu, đúng không ạ, không phải 10 đơn đâu, đúng không ạ, mà là 100 đơn, hàng ngàn đơn đấy, đúng không ạ, và chúng ta sẽ kiếm hàng trăm triệu chứ không phải là vài triệu, ok chưa ạ. Thì đó là vấn đề về về content, một vấn đề về kênh, sau đó là về content. Nhớ nhá, content gồm ba vấn đề, từ mà bị cứng nhắc, đúng không ạ, gồm hình ảnh, gồm bài viết và làm video. Bạn lưu ý nhá, content gồm ba vấn đề content. Như là chúng ta up lên YouTube thì chúng ta cần phải có video, và lưu ý rằng đấy, dropship họ cho mình nguồn, họ chúng ta cho chúng ta cơ hội, nhưng mà chúng ta nếu như mà không có thì đừng có đổ lỗi cho nguồn, cho kho, tại vì rất là bận, họ cũng không có quá chuyên nghiệp, thứ nhất là như vậy. Hoặc là chúng ta muốn, đúng không ạ, muốn tạo sự khác biệt chúng ta phải có sản phẩm thực tế. Nếu mà chúng ta đủ thực lực để gì ạ, để chúng ta làm một cái sự khác biệt trong marketing, đúng không ạ, phải có cái video nữa để up lên hệ thống kênh đó để quảng bá, ok. Hai vấn đề. Vấn đề thứ ba
là khi mà chúng ta up lên rồi, nhiều kênh như vậy và chúng ta up lên thì cái khối lượng content được up lên trên internet lúc này nó là một một cái biến số khá lớn. Thì bây giờ chúng ta mà không hiểu gì hết, chúng ta sẽ upsize. Upsize thì tỷ lệ chuyển đổi rất là thấp. Upsize này tức là sao ạ? Tức là chúng ta không hiểu gì về marketing. Lúc này chúng ta mới nhìn được cái phần bên ngoài của cái marketing thôi. Đúng không ạ? Muốn hiểu phần ruột của marketing thì chúng ta cần up chuẩn SEO. Chuẩn chuẩn SEO, bạn hình dung không ạ? Chữ này này, đúng không ạ? Chuẩn SEO. Đây, đúng ạ? Chuẩn SEO, chúng ta phải up lên chuẩn SEO. Tại vì sao ta phải up lên chuẩn SEO? Tại vì up lên chuẩn SEO thì cái tỷ lệ người khác tìm kiếm mình một cách tự nhiên nó sẽ ra. Chúng ta không cần phải marketing, chúng ta không cần phải tốn tiền chạy quảng cáo. Người khác kiếm được chúng ta ở trên Google, đúng không ạ? Kiếm được chúng ta ở trên Facebook và gì ạ? Và chúng ta sẽ rất là tiết kiệm tiền, đúng không ạ? Công sức. Và anh em mình đều có thể học được những cái vấn đề này ở trên Google, ở trên YouTube, đúng không ạ? Hay là ở trong kinh doanh online.com. Đó. Thì đây là những cái vấn đề cơ bản, đúng không ạ? Và anh em mình đang lựa chọn cái ngách nào, đúng không ạ? Thì em sẽ cho anh mình 5 cái ngách mà dễ tạo chuyển đổi nhất trong 2021 này. Một, những cái ngách được xếp theo thứ tự như này, không phải 5 ngách mà được xếp theo thứ tự ưu tiên như này, mà hoặc là anh mình có thể lựa chọn một hoặc là tất cả, đúng không ạ? Một là chúng ta sẽ làm về thời trang, chúng ta sẽ làm về visa, về đồng hồ, về phụ kiện điện thoại, về giày, về túi xách, đúng không ạ? Về đặc sản, đây là những cái ngách, đúng không ạ? Rất là ok trong call center mà chúng ta có thể lựa chọn. Và chúng ta, việc của chúng ta là xây dựng hệ thống kênh, lập kênh và up content lên trên đó. Rất đơn giản là như vậy thôi. Và các up content lên chuẩn, đúng, nhiều, đầy đủ, đúng không ạ? Đầy đủ nó sẽ ra chuyển đổi. Còn tại sao mà lại ra chuyển đổi thì mọi người cứ làm đi và đừng hỏi tại sao. Tại vì cơ bản là Internet có rất là nhiều người đang sử dụng, đúng không ạ? Chúng ta cũng đang sử dụng. Chúng ta đang sử dụng Internet nhé. Chúng ta sử dụng Internet để làm gì ạ? Một là tìm kiếm. Và cái chức năng tìm kiếm này, bạn đừng nghĩ là Google mà có chức năng tìm kiếm nhé. Tìm kiếm trên Google này, tìm kiếm trên Facebook này, tìm kiếm trên Cốc Cốc này, tìm kiếm trên TikTok này, tìm kiếm trên YouTube này, tất cả những kênh, đúng không ạ, trên Internet đều có chức năng tìm kiếm. Chính vì góc độ đó, bây giờ làm sao để người khác kiếm được mình thì chúng ta phải là người sản xuất content. Người kinh doanh là người sản xuất content. Lưu ý, đúng không ạ? Và lý giải cái chỗ mà tại sao YouTuber lại lại có nhiều tiền, đúng không ạ? Thực tế YouTuber ấy, YouTuber ấy, đúng không ạ? Rất ít tiền. Vì gì ạ? Họ chỉ được trả một gốc rất ít tiền khi mà họ làm content cho YouTube thôi, đúng không ạ? Còn cái người sử dụng kênh YouTube để bán hàng, đó mới là nhiều, đó mới là người nhiều tiền nhất, thật sự, đúng không ạ? Thực sự là như vậy. Có nghĩa là chúng ta tự tạo ra content và chúng ta tự bán hàng, đúng không ạ? Bán được tiền, lấy được tiền và chúng ta lại bật chế độ kiếm tiền nữa thì đó mới là cái gì ạ? Đó mới là cái quy trình mà lý tưởng nhất. Còn lại mà làm ra một hệ thống để gì ạ? Để có một lượng nhỏ tiền được YouTube trả về hàng tháng thì điều này thì nó rất bèo bọt. Nếu như anh em nào đã bật được kiếm tiền YouTube rồi thì đúng không ạ? Rất là bèo, phải làm rất là nhiều, đúng không ạ? Tốn rất là nhiều chất xám, nhưng mà nếu mà chất xám đó mà để bán hàng thì cực kỳ nhiều tiền, đúng không ạ? Và TikTok cũng như vậy, đúng không ạ? Fanpage cũng như vậy, đăng bài trong group cũng như vậy. Có những bài mà tôi đăng ở trong nhóm ấy, đúng không ạ, vài năm, thật sự luôn á, 1 năm về trước cũng có người inbox, đúng không ạ? Lúc đó mới có người comment, đúng không ạ? Người comment không thể hiểu được, nhưng mà mình biết rằng đấy là mình làm content, lúc đó người ta mới tìm kiếm ở trong cái nhóm đó, mình đăng vào trong nhóm mà, nên họ nhìn thấy mình, đúng không ạ? Và họ bình luận, đúng không ạ? Họ bình luận, họ không biết là cái bài của mình đã 1 năm về trước rồi, đúng không ạ? Nhưng mà may sao mà mình vẫn đang bán hàng, đúng không ạ? Thì mình ok chốt được đơn. À, đôi khi cái việc có đơn nó xảy đến một cách rất là tự nhiên do chúng ta làm thôi, rồi cho chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ có đơn nhiều rồi, ok. Và đây là dropshipping, đúng không ạ? Về đây là dropshipping,
cái vấn đề tiếp theo là bây giờ chúng ta có thể làm, đúng không ạ, chúng ta có thể làm gì để gia tăng tốc độ chuyển đổi, đúng không ạ? Với sao chúng ta làm về, đúng không ạ, các bạn lựa chọn ngách nào tôi không cần biết, đúng không ạ, ngách nào cũng được, nhưng mà bây giờ quan trọng là quảng bá nó như thế nào. Một là phải sử dụng hệ thống kênh để quảng bá. Hệ thống kênh nó sẽ gồm bốn hệ thống kênh cơ bản, đúng không ạ? Gồm Facebook, gồm thương mại điện tử, gồm gì ạ, gồm social network, gồm gì nữa ạ, gồm blog và web, đúng không ạ, website. Thì khi mà làm chúng ta phải làm chuẩn chuẩn SEO, đúng không ạ, làm content. Content gồm ba vấn đề: content liên quan đến hình ảnh, liên quan đến video, liên quan đến gì ạ, bài viết, nó phải chuẩn SEO. Thì lúc này, đúng không ạ, đây là những cái vấn đề cốt lõi nhất, đúng không ạ, để chúng ta xây dựng ra một đế chế, đúng không ạ? Vì cái nội dung ở trong buổi Zoom này, đúng không ạ, nó là cái buổi Zoom định hướng, nên nên thành ra là anh em mình nhớ cái định hướng này, ghi chép cái định hướng này để gì ạ, trong 2021, đúng không ạ, chúng ta làm bám theo là chúng ta sẽ ok. Bây giờ làm sao để gia tăng tốc độ chuyển đổi sẽ gồm các cái auto tool, đúng không ạ? Chúng ta nên sử dụng các cái phần mềm như là auto marketplace để chúng ta quảng bá, đúng không ạ? Hai là chúng ta sử dụng auto group để chúng ta tự động đăng tải, đúng không ạ, đăng tải vào nhóm, đăng tải vào group. Chúng ta có thể sử dụng các cái tool liên quan đến Shopee để chúng ta nhân bản, nhưng mà tôi không khuyến khích, đúng không ạ? Tôi khuyến khích sử dụng auto marketplace, hoặc là chúng ta sử dụng auto về marketplace là một này, group là hai này, livestream là ba này, go stream, đúng không ạ, rồi là các cái công cụ để tìm kiếm, đúng không ạ, thông tin khách hàng, đúng không ạ? Các cái công cụ đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta kiếm được đơn hàng rất là nhanh. Ok, thì một vấn đề nữa, sau khi mà chúng ta làm được cho chúng ta rồi thì chúng ta sẽ làm affiliate marketing, đúng không? Affiliate marketing là tức là tiếp thị liên kết, đúng không ạ? Thì tất cả những cái sản phẩm, những phần mềm, những công cụ, đúng không, đều có chức năng, đúng không? Nếu mà chúng ta sử dụng thành công rồi, chúng ta có thể quảng bá và ăn affiliate. Và bây giờ, đúng không ạ, anh em muốn nhìn một cái mô hình chuẩn, đúng không ạ, và giải nghĩa content là như thế nào, SEO là như thế nào, đúng không ạ, social network là như thế nào, đúng không ạ, Facebook marketing là như thế nào, anh em mình muốn xem cái hệ thống không ạ, anh em muốn ạ. Ok, đây mình sẽ cho anh mình xem cái hệ thống nhá. Ok, mình nếu anh em có nhìn thấy màn hình không ạ? Anh nhìn thấy màn hình không ạ? Ok. Thì bây giờ nhé, vấn đề bây giờ là anh em mình sử dụng hệ thống kênh, ví dụ như là Facebook Marketing, đúng không ạ? Facebook Marketing thì trên Facebook này có rất là nhiều chức năng, đúng không ạ? Đây là fanpage, đúng không ạ? Như là mình đang sử dụng một cái hệ thống fanpage để quảng bá, đúng không ạ? Như ở đây là đang có hơn 70 cái fanpage, đúng không ạ? Như cái nick này, tôi có khoảng 3 cái nick như thế này. Một mình admin đang sở hữu ba cái nick như vậy, đúng không ạ? Thì ở đây mình đang sử dụng một hệ thống fanpage để chúng ta quảng bá rất là nhiều, đúng không ạ? Từ thời trang, đúng không ạ? Trang sức, phụ kiện điện thoại, các vấn đề về dịch vụ, đúng không ạ? Về kiếm tiền, về dropshipping, đúng không ạ? Về phong thủy rất là nhiều, đúng không ạ? Về cộng đồng. Ok ạ? Hơn 70 cái fanpage để chúng ta quảng bá, đúng không ạ? Thì nó mang lại một cái lượng traffic rất là lớn, đúng không ạ, rất là khủng, đúng không ạ, đơn nó sẽ về một cách tự nhiên thôi và chúng ta nuôi, đúng không ạ. Thì đây là một trong những cái kênh rất là ok nhá. Cái thứ hai là cái nhóm, đúng không ạ. Thì hiện tại thì mình vừa tham gia nhóm nhưng mà mình vừa là người tạo ra nhóm, và hiện tại thì ví dụ như là cái cộng đồng dropship, đúng không ạ, của admin nó gần hơn 20.000 người tiếp cận được, đúng không ạ. Đầu tiên là ví dụ như là cái cộng đồng dropship với Forex Center đang 3K6 người tham gia đây. Anh mình có thể zoom lên để cho nhìn cho rõ, đúng không ạ, 3.600 người, đúng không ạ. Ngoài ra thì mình còn sở hữu những cái cộng đồng như thế này, đúng không ạ, cộng đồng dropship 4.0, và cái cộng đồng này nó đã có hơn, bây giờ hiện tại đang có hơn 4.000 người đang tham gia nhưng mà mình không phê duyệt,
bạn có thể nhìn thấy không ạ? Tại vì sao người ta lại nhìn thấy đây, anh mình có thể nhìn thấy này. Bạn biết chúng tôi từ đâu là từ Facebook, tại vì nó chuẩn SEO ấy, đúng không ạ? Đây biết biết chúng tôi từ đâu là Facebook. Nó chuẩn SEO người khác sẽ tìm thấy, đúng không ạ? Anh em mình có thể nhìn thấy không ạ? Đây, bạn biết chúng tôi từ đâu này, tự tìm kiếm trên Facebook này. Đúng không ạ? Vì gì? Vì nó chuẩn SEO, đúng không ạ? Nên ra là người ta tự rơi vào đấy, biết chúng tôi từ Facebook này, anh em mình có thể nhìn thấy không ạ? Đấy. Facebook này, đúng không ạ? Biết chúng tôi từ Facebook này, rất là nhiều người biết cái nhóm này từ Facebook và nó mang lại cho admin bao nhiêu ạ? Hơn 2.700 người. Và hơn 4.000 người đang yêu cầu tham gia nhưng mà mình không có kết bạn, đúng không ạ? Không không có duyệt, đúng không ạ? Đây, kiếm tiền với dropshipping là ba cộng đồng, đúng không ạ? Cái cộng đồng này thì nó cũng có hơn 3.000 người. Thì admin đang sử dụng khoảng tầm 5 cái này. 5, 3 là 15, khoảng hơn 15.000 người ở trên Facebook rồi. Và cộng đồng này mình là người gì ạ? Mình là người có nguồn hàng, đúng không ạ? Mình đã biết nguồn hàng, mình có thể là gì ạ? Xây dựng đội nhóm ra để họ gì ạ? Kinh doanh của mình, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Anh em bán cùng nhau, sau đó là chúng ta hướng dẫn nhau để phát triển hơn, đúng không ạ? Chia sẻ những cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Hoàn toàn được, đúng không ạ? Và cái group làm những cái rất là tuyệt vời. Ngoài đây là cái group của mình nhé, mình còn tham gia các cái group của người khác để chúng ta bán hàng, để chúng ta kinh doanh ở trên đó, đúng không ạ? Rồi là cái marketplace, đúng không ạ? Và admin đang sử dụng rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều cái nick Facebook để gì ạ? Để có chức năng marketplace này và chúng ta đăng bài lên trên này, các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Áo này, đúng không ạ? Áo của Fori ngập tràn trên marketplace. Vì sao? Vì tôi sử dụng thêm tool nữa để quản trị, đúng không ạ? Đúng không ạ? Để quản trị rất là nhiều nick, đúng không ạ? Và đăng lên rất là nhiều bài, đúng không ạ? Áo, nhìn thấy áo của Fori là nhìn thấy cái khung là biết rồi, đúng không ạ? Nhìn thấy khung là biết rồi, đúng không ạ? Của bạn Trang này, đúng không ạ? Toàn là nhà mình thôi, đúng không ạ? Nhìn qua là phát là biết, đúng không ạ? Đây là nick chính của admin này, mình cũng không đăng nhiều nhưng mà nhìn qua là biết là khá là nhiều sản phẩm của nhà mình, đúng không ạ? Và nào đây, Nguyễn Lan, đúng không ạ? Còn trong VIP member không, đúng không ạ? Đây, để nữa. Bích Phượng, rất là nhiều nhá, trong team bán đồ Fori, đúng không ạ? Rất là nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Và Marketplace một trong những kênh rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi là bạn có thể sử dụng kênh Watch, có nghĩa là cái trình video á, cái trình video á, đúng không ạ? Để chúng ta up up những cái video lên trên này, nó cũng tạo ra được những cái chuyển đổi rất là tích cực nhá. Rồi chúng ta sử dụng bảng tin, đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng cái bảng tin này để chúng ta quảng bá, và cái bảng tin nó mang lại cái nguồn traffic rất là khủng nhá. Nó được ưu tiên hiển thị rất là nhiều và chúng ta rất dễ dàng có đơn, đúng không ạ? Rồi là chúng ta chạy quảng cáo thì nó tốn tiền, thì chưa cần thiết. Nếu mà chưa có thật sự là nhiều ấy, thì chúng ta một là sử dụng nhóm, hai là sử dụng fanpage, ba là sử dụng Facebook cá nhân, bốn là sử dụng marketplace, năm là ví dụ như là Instagram chẳng hạn, Instagram, đúng không ạ? Như là admin đang sử dụng Instagram nhé. Bây giờ ví dụ như là cái quy trình, đúng không ạ? Bây giờ cái quy trình về đây, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ như admin sử dụng cái trang trang này, đúng không ạ? Để quảng bá giày, đúng không ạ? Đây, từ cái giày này là cái nguồn traffic, đúng không ạ? Cái nguồn traffic rất là lớn, đúng không ạ? Rất là khổng lồ, đúng không ạ? Đây là social network, đây là Facebook marketing này, đúng không ạ? Đưa cái traffic dày này, đúng không ạ? Về đâu ạ? Về một cái kênh fanpage, đúng không ạ? Về một cái kênh Shopee. Đây mình có cái Shopee, đúng không ạ? Đây ví dụ như là tôi nói về một cái giày này nhá, ngách giày này nhá, ở trên cái máy này, đúng không ạ? Thế mình tạo có cái ngách giày, giày này ngách này không cần phải làm gì luôn, đúng không ạ? Chỉ cần tạo ra là có đơn hàng rồi. Đây là cái Shopee giày của admin, đúng không ạ? Rất là ngon, đúng không ạ? Bán rất là cao, các bạn nhìn admin bán cao khủng khiếp luôn. Hôm nay vừa có đơn đơn giày này này, đúng không ạ? Đấy, có đơn đơn tự nhiên hoàn toàn nhá, không cần đụng chạm gì đâu, chưa có ad gì đâu ạ, đúng không ạ? Đây, ok, thì đây là một kênh Instagram này, đúng không ạ? Up lên, đúng không ạ? Chưa up lên hết, đúng không ạ? Mới rảnh, mới hôm trước mới rảnh thôi, đúng không ạ? Và mỗi cái này nó có cái thủ thuật riêng nhá, ok. Và đây cái vừa xong cho anh em mình thấy cái fanpage, đúng không? Có một cái fanpage dày đây, đúng không ạ? Đây đây là cái fanpage, đúng không ạ? Ok chưa ạ? Thì cái fanpage này admin link, đúng không ạ? Có những cái bài, đúng không ạ? Link với gì ạ? Với cái Shopee này, đúng không ạ? Đây rất là đẹp, đúng không? Ảnh dày thì miên man rồi, làm phát là có ăn luôn rồi, đúng không ạ? Đấy, có cả video rất là đẹp luôn, đầu tư rất là kỹ lưỡng cả năm ngoái làm này mà, đúng không? Đấy rồi, có một cái nữa là gọi là Pinterest là gọi là social network đó, đúng không ạ? Pinterest
Đây, ví dụ như là đây sử dụng cái Pinterest này để kéo về đúng không ạ? Đây, ví dụ như này mình đang sử dụng cái đúng không ạ? Sử dụng cái trang này để kéo cái nguồn traffic đúng không ạ? Về ví dụ như là đây anh nhá. Anh mình xem nhá, cái giày này của em mình là giày công sở đúng không ạ? Giày công sở Fori này thấy chưa ạ? Thì bây giờ em mình ví dụ như là có ai đó thích cái đôi giày của mình ở trên Pinterest, họ sẽ vào xem chẳng hạn đúng không ạ? Sau đó họ sẽ click đúng không ạ? Họ sẽ click và nó sẽ mang đến đúng không ạ? Đến cái trang của mình. Đây, xem shop này đúng không ạ? Đây, để công sở đúng không ạ? Và như vậy nó tạo ra một cái hệ thống. Ok không ạ? Và đây, đây là một cái hệ thống đó, và cứ làm đi, đừng hỏi là tại sao em không có đơn này như thế này kia, thì cứ làm đi đúng không ạ? Đổ từ Instagram về, đổ từ Pinterest về, đổ từ gì ạ? Từ fanpage về, đổ từ gì ạ? Marketplace về đúng không ạ? Và cứ làm, cứ làm, cứ làm đúng không ạ? Rồi cũng sẽ có đơn thôi. Rồi đơn nó tự nhiên đúng không ạ? Như cái kênh này của admin là không cần, nó thẳng thắn là không cần phải chạy quảng cáo gì hết đúng không ạ? Nó tự có đơn luôn á, và doanh số cũng khá nhá. Doanh số khá là ok. Đây cho anh mình xem nhá, chứng minh cho anh mình xem luôn này. Đúng không ạ? Đây. Sau cho anh mình xem cái một cái hệ thống cơ bản nhá. Gồm rất nhiều cái máy tính này thì nó sẽ chỉ có những cái kênh mà ở trên máy tính này thôi, đúng không ạ? Còn lại bình thường sẽ có nhiều máy tính khác nữa. Okay, tắt mic đi nha. Shopee giày. Shopee giày nó ở trên cái cốc cốc này. Quên bác rồi chứ. Đây, ok. Đây là cái Shopee giày nhá. Giờ cho em mình xem cái phân tích bán hàng đi. Đây. Thì trong vòng khoảng từ tháng tháng đây, 30 ngày qua đi nhá. Cái sản phẩm này, giày này bạn em nhìn thấy không ạ? Đây cái Shopee này. Đó, ok không ạ? Shopee giày nhá. Rồi đây, đơn hàng đúng không ạ? Đấy, doanh thu. Bạn thấy không ạ? Doanh thu rất là lớn đúng không ạ? Chứ không phải Shopee bán rẻ là sẽ ok đâu. Và cái Shopee là hoàn toàn tự nhiên nhé, hoàn toàn tự nhiên, và bây giờ mình cứ nhân bản lên chẳng hạn đúng không ạ, sử dụng ba bốn cái. Tất nhiên rằng bây giờ chúng ta càng làm nhiều thì chúng ta càng cạnh tranh nhau với cao đúng không ạ, càng cạnh tranh cao với nhau. Nhưng mà gì ạ, mà chúng ta làm kênh này xong rồi chúng ta có thể làm thêm visa, có thể làm thêm đồng hồ, hoặc chúng ta sẽ đổ thêm từ fanpage về đúng không ạ, để chúng ta tập trung đúng không ạ, quảng bá cái này trên marketplace, trên fanpage hay là trên group, thì nó tạo ra một cái nguồn đúng không ạ. Và đây như là cái mình mới làm thôi, thực sự là cái này là mới làm. Anh mình có thể nhìn cái báo cáo thời gian đúng không ạ, theo năm nhá, cho anh mình xem nhá, cho anh mình xem này đúng không ạ, theo năm 2021 20 nhá, là mình mới làm này từ tháng 10 thôi này. Anh mình nhìn thấy không ạ, từ tháng 10 thôi, mới thôi đúng không ạ. Rồi cho đến tháng 11 bắt đầu nó mới ra được có đơn, tại vì đến tháng 11 đấy lúc này admin mới tập trung thực sự vào trong cái kênh này. Thì bạn nhìn thấy không ạ, từ bên chỗ này nó đâu có đơn đâu đúng không ạ, đến đây phát nó lên đơn luôn này, là tháng 11 đúng không ạ, cách đây mới có mấy tháng thôi đúng không ạ, và nó ra đơn thực sự luôn á, rất là hiệu quả đúng không ạ. Và đó, ok. Còn lại bây giờ ví dụ như là anh tập trung vào như là cái blog là như thế nào, blog là như cái kênh này đúng không ạ. Giờ quyđào.com admin tạo ra một cái blog, và trên này chia sẻ rất là những cái nhiều những cái kinh nghiệm kinh doanh đúng không ạ, chia sẻ về nguồn hàng, chia sẻ về kiến thức marketing, rất là nhiều vấn đề, và cài cắm vào trong đó những cái thông điệp, và ai đó có thể liên hệ với mình đúng không ạ? Rất là nhiều người liên hệ với mình để mà họ muốn hợp tác này, họ muốn học hỏi này, họ muốn chia sẻ này. Và trong đây thì admin có cả làm affiliate nữa, cộng với làm dropship, cộng với xây dựng cộng đồng, xây dựng đội nhóm, rất là nhiều người người ta connect với mình đúng không ạ. Và đây là blog cá nhân đúng không ạ, blog cá nhân kiếm tiền như vậy đấy. Ví dụ như là
tôi hướng dẫn làm web đúng không ạ, tôi ăn affiliate như như đây đúng không ạ, và đây cho anh mình xem cái hosting affiliate hosting về mình đúng không ạ, 400 đô này đây, mới ngày hôm qua thôi đúng không ạ, ngày mùng 3 Tết và ngày mùng 4 Tết là mình kiếm 100 đô đúng không ạ. Và đây mình có thể cho mình nhìn thấy nha, và đây là cái số lượng này, report này, file to me, đây anh mình có thể nhìn thấy này, cái số lượng tiền mà cái hot này nó gì ạ, nó trả lại cho admin đó 4.500 đô này đúng không ạ. Và admin làm cái này mới từ tháng, em mình có thể nhìn thấy này, từ tháng 12 thôi, tháng 12 này đúng không ạ, tháng 1 này, tháng 2 này, mới có 3 tháng thôi đúng không ạ, hơn 4.500 đô rồi. Đây là một con số khá là mơ ước đấy, thật sự là khá là mơ ước đúng không ạ. Và đây là mình làm chơi cho vui thôi đấy đúng không? Chứ không, cũng không có thực sự là tập trung đâu đúng không? Từ cái website này này đúng không? Từ website này vào hệ thống web đúng không? Đó cộng với cái group đúng không? Có cái nhiều cái group lắm, mình tạo ra rất là nhiều cái group đúng không? Như là bạn có thể kiếm về làm web, website đúng không? Từ website hay là marketing không đồng đúng không? Đây cộng đồng làm web này, ok chào Quyết Nguyễn nha, cộng đồng làm web này đúng không ạ, mình có thể vào đúng không ạ, học đúng không ạ, đây có người tham gia này, có người duyệt chưa, đây 8 người đây, anh em mình có thể xem nhá, siêu nữa đây, bạn biết chúng tôi từ đâu là từ Facebook này, và lên cái sale ấy nó rất là hiệu quả nhá, sale bất cứ đâu đúng không ạ, sale cả group đúng không ạ, đây có 8 người, 8 bạn vào nữa, ok thì cứ tạo ra kênh thôi đúng không, có cộng đồng đúng không, mình lại chia sẻ kiến thức, mình lại nhận lại những cái giá trị đúng không, tương xứng với điều đó, mình có thể là đào tạo để mình kiếm tiền này nếu mình biết làm đúng không, ai mà muốn học đúng không, đây này mình chia sẻ này đúng không, chia sẻ này đấy, cái kiếm tiền nữa affiliate đây, và có người bình luận này đúng không đó, rồi là có người muốn học hỏi này thì gì ạ, mình hướng dẫn mình chia sẻ mình sẽ kiếm tiền được đúng không. Đầu tiên là vấn đề kinh doanh bán hàng là như này trước đã, từ cái fanpage này có những người người ta inbox người ta hỏi, từ cái Shopee này có người người ta inbox người ta hỏi người ta muốn mua đúng không ạ, rồi từ cái Pinterest này nó đổ hàng nghìn traffic về đúng không ạ, đấy rồi từ cái Instagram này đúng không ạ, nó đổ traffic về đúng không ạ, từ cái group đúng không ạ, các cái group hội nhóm liên quan đến thời trang đúng không ạ, nó đổ traffic về đúng không ạ, thì làm sao mà không có đơn được đúng không ạ, bạn bảo nói 10 đơn một ngày đúng không ạ, và cái này tôi làm rất là đều đúng không ạ, rất là đều ngày nào như vậy hết, rồi là từ cái group này mang cộng đồng về, mang đội nhóm về, ngoài ra còn các cái web đúng không ạ, như là chợ bán online đúng không ạ, không tập trung được làm cái web lớn như vậy đúng không ạ, tốn rất là nhiều thời gian và công sức, cộng với đòi hỏi rất là nhiều cái nhiều cái vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà đây là một cái mà mình không tập trung, và cái này nó mang lại cho em mình khá là nhiều đơn hàng nhưng mà không thèm xử lý luôn đấy, đúng không ạ, đơn không thèm xử lý trên website đúng không ạ, mang để gì ạ, để uy tín thôi, để lấy cái uy tín thì mình bán ở trên các kênh khác thôi đúng không ạ. Và đây là một cái ví dụ như là làm về thời trang đúng không ạ, mình tạo ra cái web rồi đúng không ạ, là amazingshop.com đúng không ạ, về thời trang rất là tuyệt vời đúng không ạ, rất là nhiều người anh em, và có cả một đội nhóm đúng không ạ, mình sẽ bày cho anh em mình làm những cái web như thế này đúng không ạ, rất là uy tín đúng không ạ, ai đó mà bạn bè hay là người người thân của mình người ta muốn lên đây mua ok luôn đúng không ạ, người ta mua luôn đúng không ạ, đấy mua ở trên này rồi là cũng có nhá, em mình cũng có Shopee đúng không ạ, cho em mình xem luôn Amazing Shop này, Amazing giờ đây là cái ngách thời trang nhá, tại Amazing Shop này đúng không ạ, và nó cũng bán được đơn nhá, nó cũng có ra đơn hàng bình thường đánh giá 5 sao này đúng không ạ, đơn này bốn bốn áo này đúng không ạ, tự nhiên đúng không ạ, có đơn bình thường đúng không ạ, và traffic vừa vô tận đúng không ạ, marketplace đẩy đúng không ạ, website fanpage, đây fanpage về thời trang đây ạ, cho anh mình xem cái đây Amazing Shop đúng không ạ, xây dựng thương hiệu luôn đúng không ạ, đấy đây là cái Shopee này đúng không ạ, một hệ thống kênh này, đây bạn nhìn thấy không ạ, từ fanpage nhá đúng không ạ, fanpage này đúng không ạ, lượng tương tương tác này bạn nhìn thấy không ạ, đó bạn chia sẻ vào trong các nhóm này ạ, có người inbox có người mua luôn đúng không ạ, có người mua luôn từ cái fanpage này luôn á, sau đó là từ website nó đã tăng độ uy tín rồi đúng không ạ, rồi là từ Shopee đúng không ạ, và nó tạo thành hệ sinh thái, có cả một cái Instagram với cả một cái TikTok liên quan đến thời trang nữa nha,
như cái này này admin đã đăng một ít này, nhưng mà có một cái chuyên biệt để làm hệ thống đúng không ạ? Và hôm nay admin sẽ cho anh mình có định hướng đấy, mình xây dựng thôi, xây dựng và thành công đúng không ạ? Còn self-talk là như nào? Ví dụ như này, self-talk là việc mà bạn gõ đúng không ạ? Bạn gõ đúng không ạ? Gõ cái gì đó lên trên Google và nó tạo nó gì ạ? Nó ra. Ví dụ như là gõ Quyết Đào, các bạn có thể thấy blog của mình ở trên trên top 1 đúng không ạ? Hay là Amazing Shop chẳng hạn. Amazing Shop đúng không ạ? Thì có thể ra website của admin đúng không ạ? Ra đây, website là đầu tiên này đúng không ạ? Sau đó là ra cái fanpage đúng không ạ? Fanpage này đúng không ạ? Đó, sau đó là ra cái Shopee đúng không ạ? Có cả Shopee nữa đúng không ạ? Shopee đúng không ạ? Và nhiều cái kênh khác tương tự liên quan đúng không ạ? Giống như Thắng là một cái hệ sinh thái về phụ kiện điện thoại, nó ra hết tất cả các kênh luôn. Thì đó là yếu tố của SEO đúng không ạ? Đúng không ạ? Yếu tố của SEO có rất là nhiều cái điều khá là hay đúng không ạ? Thì ngoài ngoài việc mà làm dropship này đúng không ạ? Admin còn làm affiliate đúng không ạ? Với đúng không ạ? Như là tháng này là đang được 500 đô này, và mục tiêu target là nó phải khoảng tầm nào đến 2.000 đô trong cái tháng trong vài tháng này đúng không ạ? Trong 1 đến 2 tháng đầu năm này đúng không ạ? Đây là được 500 đô rồi, thì ngàn đô nó nhanh lắm, tại vì cái này từ sale thứ 10 trở lên là nó là 100 đô một sale. Có nghĩa là có một người nào mua qua link tiếp thị của mình, đây là cái link tiếp thị này, là mình sẽ được 100 đô đúng không ạ? Nên ra là đây này, số lượng trả thưởng đây này đúng không ạ? Chỗ hồng đây cũng là bán hàng, đây cũng là kinh doanh. Tôi không cần biết anh bán gì, quan trọng anh bán như thế nào. Và anh bán như thế nào là anh có phải có blog đúng không ạ? Anh phải có fanpage, anh phải có group, anh có hội nhóm đúng không ạ? Anh phải có kênh YouTube, ví dụ như kênh YouTube là admin đúng không ạ? Nếu như anh mình có thể gõ trên Google về gõ Forum Center đúng không ạ? Nó sẽ ra website này đúng không ạ? Nó ra fanpage này đúng không ạ? Nó ra group này đúng không ạ? Nó ra các cái kênh đúng không ạ? Như Shopee, như là gì ạ? Như là kênh blog đúng không ạ? Cả YouTube nữa, và kênh YouTube này admin mới làm đúng không ạ? Mới làm gần đây. Thực tế là nó là lâu năm rồi, tại vì mình muốn lấy một cái kênh lâu năm để mình trở thành một cái kênh chính. Thì bây giờ là đâu đó là khoảng tầm 3 ngày thôi, là cứ 1.000 view một ngày, 3 ngày 1.000 view. Từ đâu ạ? Từ sale này, từ cộng đồng này đúng không ạ? Đây 41.000 view rồi. Khá lên khá là nhanh đúng không ạ? Lên rất là nhanh. Đúng không ạ? Và TikTok cũng như vậy. TikTok cũng như vậy, và có rất là nhiều ngách để chúng ta có thể làm, như là thời trang, như là đồng hồ, như là visa, để chúng ta tạo ra một hệ sinh thái kênh như vậy để chúng ta quảng bá đúng không ạ? Quảng bá rất là nhiều, và đó là định hướng đúng không ạ? Và đó là định hướng. Thì ngoài cái việc này ra, chúng ta còn sử dụng các cái công cụ đúng không ạ? Như hiện tại thì admin đang sử dụng hai công cụ đắc lực nhất đúng không ạ? Đây là Automarket Play đúng không ạ? Là Automarket Play, ví dụ như là cái công cụ này đúng không ạ? Công cụ này có chức năng, có nhiệm vụ là tự động đăng đúng không ạ? Tự động đăng lên trên Market Play đúng không ạ? Bằng nhiều nick, một lúc 10 nick cũng được đúng không ạ? Đăng và quản lý tin nhắn, gom tin nhắn về đúng không ạ? Đó. Hai là một cái con là gọi là con Auto Group. Cái công cụ này thì nó có chức năng là gì ạ? Nó chức năng là tự động đăng bài vào trong nhóm đúng không ạ? Tự động đăng bài vào trong nhóm. Nếu mà bản premium có nghĩa là bản tối đa của nó là nó sẽ có cả chức năng tìm kiếm đúng không ạ, và tham gia nhóm đúng không ạ? Tham gia một vài ngàn nhóm là chuyện bình thường, tại vì con này nó đẹp, không phải là một cookie, nó đẹp bằng token đúng không ạ? Nó full quyền nên ra là của lập trình viên, nên ra cái việc mà nó đăng bài nó rất là khủng khiếp đúng không ạ? Đăng bài kể cả mình để 5 đến 10 giây nó vẫn đăng bình thường mà không bị checkpoint. Một là mất nick luôn, hai là mình đăng được rất là nhiều. Và cái công cụ này là hữu hiệu để gì ạ? Để admin tạo ra cộng đồng này, tạo ra traffic này, đổ về đâu ạ? Đổ về Shopee này, đổ về website này, đổ về group này, đổ về fanpage này, đúng không ạ? Và đây là hai cái công cụ Auto Market Play và Auto Group, nó rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có một cái con nữa đúng không ạ? Một cái con nữa là cái con tìm kiếm đúng không ạ? Auto Chat, đúng không ạ? Auto Chat thì cái con này là cái con mà có thể tìm kiếm mọi thứ đúng không ạ? Như là lọc được số điện thoại này, đúng không ạ? Rồi là tìm kiếm tên, rồi là tìm kiếm Facebook, tìm kiếm ví dụ như là một cái người nào đó người ta like đúng không ạ? Người ta like ví dụ như là cái giày này đúng không ạ? Và mình biết đây là khách hàng tiềm năng của mình, ví dụ như vậy đi đúng không ạ? Và nó sẽ lọc ra được những cái người khách hàng tiềm năng đó đúng không ạ? Để chúng ta có thể kết bạn này, để chúng ta có thể nhắn tin cho họ này. Thì có rất là nhiều cách để kiếm khách hàng
đúng không ạ, có nghĩa là anh cắt thông tin của đối thủ, em biết là đối thủ đang chạy quảng cáo một cái bài mà giống liên quan đến sản phẩm của mình, rất là dễ dàng để kiếm được điều đó thôi. Ví dụ như là xuống đây tí đi ạ, họ đang quảng bá một cái sản phẩm gì đó đúng không? Ví dụ như là đây, ví dụ như là cái áo này và mình cũng đang bán cái thời trang này, ok không ạ? Và những người thích này hoặc là những người bình luận này là những gì ạ? Đây là khách hàng tiềm năng, và chúng ta hoàn toàn có thể quét đúng không ạ, sử dụng cái công cụ quét đúng không ạ, để chúng ta lấy thông tin khách hàng và chúng ta tự động nhắn tin, hoặc là chúng ta có cái giá rẻ hơn đúng không ạ, có vô cùng nhiều chiêu trò ở trên này đúng không ạ. Thì gì ạ, thì cái việc mà chúng ta có đơn là chuyện đương nhiên đúng không ạ, còn lại việc là chúng ta sử dụng auto group hoặc auto marketplace có rất là nhiều kịch bản để chúng ta quảng bá, thì nó liên quan đến vấn đề phần chiến lược đúng không ạ, tự động đăng lên trên marketplace rất là nhiều thì nó cũng ra là rất là nhiều đơn, hoặc là sử dụng auto group để bán hàng trực tiếp, hoặc là xây dựng đội nhóm đúng không ạ. Và như anh em mình nhìn thấy admin có tầm khoảng 5-7 cái nhóm đúng không ạ, cứ 2-3 nghìn người, 2-3 nghìn người, nhưng mà nhóm nào cũng như vậy. Như cái nhóm này vừa xong em 8 bạn vào đó đúng không ạ, đây 400 người rồi này, mình mới làm ra một cái nhóm về là nguồn hàng Shopee á, nguồn hàng Shopee gọi đây, mới làm ra cái này là mấy ngày thôi đúng không ạ, và nó có người vào liên tục đấy, tự tìm kiếm này, bạn nhìn thấy không ạ, thấy tự tìm kiếm không ạ, đấy bạn bè này đúng không ạ, Facebook này, bạn kiếm được chúng tôi từ đâu ấy, Facebook này đúng không ạ, và đây là kết quả từ đâu ạ, kết quả từ sale đúng không ạ. Tại vì sao, tại vì gõ lên trên này nó ra ra đề xuất mà, con cái nó ra đề xuất mà đúng không ạ, nguồn hàng dropship, nguồn hàng Shopee drop Shopee đúng không ạ. Đây, tại vì sao, tại vì cái nick này đúng không ạ, tại vì cái nick này á là admin rồi nên là nó không khách quan. Nhưng mà nếu như anh em mình cứ thử kiếm xem là admin có ở trong cái top này không ạ, vào đây này, cái nhóm này admin này, nên ra là chỉ mới tạo cái này là hình như là hôm hôm mùng 2 Tết đúng không ạ, và hôm nay mới là 4 ngày thôi, có thể nhìn thấy lịch sử của nó mà, đây này kéo xuống dưới này nhìn thấy, hoặc kéo xuống dưới thì cho nhanh đúng không ạ, ngày 2 tháng 2 đúng không ạ, à cái này có được chục ngày rồi đúng không ạ, cái này là làm demo. À, cái bài này làm demo cho anh em mình ở là trong cái nhóm đào tạo đúng không ạ, chứ không phải là mùng, cái mà làm ngày mùng 2 Tết này, ngày mùng 4 Tết admin làm là cái nhóm này này, marketing không đồng đúng không ạ, đây này. Và bây giờ nó đang 84 người đúng không ạ, đây này, đây mới là đây này, hôm qua chứ không phải là ngày mùng 3 đúng không ạ, hôm qua là ngày bao nhiêu ạ, hôm qua là ngày mùng 5 đúng không ạ, 6 giờ sáng ngày hôm qua, và bây giờ là cái này, cái nhóm này là bao nhiêu người rồi đúng không ạ, và có cái quy trình và cách thức để làm hết đúng không ạ, 84 người rồi, 7 người tham gia mới này, add tiếp đúng không ạ, Facebook này đúng không ạ, Facebook chủ yếu là Facebook đúng không ạ, là gần 90 người đấy đúng không ạ, và chúng ta sử dụng rất là nhiều cái cách free miễn phí không đồng để chúng ta có cái đơn hàng, và 2021 chúng ta tập trung vào việc chúng ta sử dụng đúng không ạ, hệ thống đa kênh, một là làm đa kênh, hai là sử dụng cộng đồng đúng không ạ, ba là tập trung vào marketing, bốn là xây dựng website blog đúng không ạ, năm là tập trung vào các cái kênh về thương mại điện tử như Shopee, Sendor là những cái kênh dễ làm đúng không ạ. Thì việc mà chúng ta làm nó sẽ ra rất là ok, và tất cả những cái mà như là auto marketplace này, auto group này, nó sẽ đẩy nhanh tốc độ có đơn và nó làm cho chúng ta bền vững hơn rất là nhiều. Cộng với việc gì ạ, cộng với việc mà khi mà chúng ta làm được rồi thì những cái như là website chúng ta có thể affiliate đúng không ạ, affiliate đây tiền đúng không ạ, 3 tháng kiếm 4.500 đô, đây là thực tế này đúng không ạ, thực tế hoàn toàn đúng không ạ, vì mình làm được rồi thì mình hoàn toàn thể hướng dẫn lại người khác làm giống như mình đúng không ạ, và mình ăn không có ăn tiền đào tạo nhưng mà mình ăn tiền affiliate chẳng hạn đúng không ạ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các cái tool này nó đều có hoa hồng hết đúng không ạ, có affiliate đúng không ạ, mình làm được rồi là mình có thể giới thiệu, và có rất là nhiều bạn trong Forex Center đã kiếm đúng không ạ, từ 10 đến 20 triệu từ affiliate marketing đúng không ạ, và đó là toàn cảnh đúng không ạ, đúng không ạ? Đó là toàn cảnh về 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 hệ sinh thái cũng như là về quy trình triển khai đúng không ạ, quảng bá cũng giống như là chúng ta xây dựng đúng không ạ, hệ thống kênh đúng không ạ. Ok anh em mình có một cái ý kiến gì không ạ, cảm ơn anh em đã lắng nghe, chắc là lắng nghe như vậy thôi là đã đủ mệt mỏi rồi đúng không ạ, rất là mệt rồi đúng không ạ, anh mình có hình dung không ạ, hình dung được cái quy trình và cách thức không ạ, làm marketing là như thế đúng không ạ.
nó cũng không phức tạp đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta bền bỉ, kiên trì và chúng ta hiểu vấn đề thôi, đúng không ạ? Xây dựng kênh ra là up content lên. Bạn có thể bán bất cứ điều gì, máy lọc nước hay là bán đồ gia dụng gì, không cái gì cũng được hết, đúng không căn bản là chúng ta có, đúng không ạ, có đủ cái sự kiên trì hay không thôi. Còn lại bây giờ là tất cả những cái kênh này trên internet đều có và miễn phí, quan trọng là chúng ta sử dụng như thế nào thì đúng không ạ. Content chuẩn SEO là content có từ khóa tìm kiếm, đúng không ạ? Content chuẩn SEO là có từ khóa tìm kiếm, có nghĩa là mình viết cái content, mình viết một bài lên trên internet đó, nếu như mà bài viết đó không có ý nghĩa thì nó là rác, đúng không ạ? Nó là rác trên internet, kiểu như là chúng ta đăng lên status như là buồn quá, đúng không ạ, rồi là gì đó, đúng không ạ, rồi là thất tình, rồi là yêu đương nhăng nhít linh ta linh tinh, thì đó là rác trên internet. Nhưng mà chúng ta đăng lên một cái thông tin để cho người khác nào đó tìm kiếm được và nó ẩn chứa một cái nội dung, đúng không ạ? Đặc biệt là chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta phải là bán hàng rồi và đương nhiên thì cái content đó người ta gọi là content có ích, và content đó là chuẩn SEO là như vậy đấy. Đơn giản là như thế, đúng không ạ? Còn lại đi sâu vào trong, đúng không ạ, thì gồm nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Ok, thì những cái mà học cho kỳ được, một là đa kênh, hai là content, ba là SEO top, bốn là website, năm là thương mại điện tử, đúng không ạ? Bỏ 5, 10 triệu hay là 20 triệu ra học những cái vấn đề này thì sẽ không cần phải ôm hàng, vẫn bán được hàng, bán gì cũng được, đúng không ạ? Còn lại trong Fori thì tất cả những cái này đều được đào tạo, đúng không ạ? 5, 10 triệu là bạn học được hết tất tần tật, đúng không ạ? Và nếu như bạn muốn tập trung, đúng không ạ, chuyên sâu một ngách thì là hiện tại mình đang quá trình, đúng không ạ? Quá trình cái ngách thời trang, đúng không ạ? Ngách thời trang anh em mình mà muốn đam mê, đúng không ạ, và mình muốn tập trung thật là sâu, đúng không ạ, vào trong ngách thời trang, và tương lai là ngách giày visa, đúng không ạ, để chuyên ngách tức là anh em mình sẽ được nhận giá tốt này, anh em mình sẽ được đào tạo này, anh em mình sẽ được nhận những cái công cụ này, đúng không ạ, được hỗ trợ, đúng không ạ, những cái công cụ. Thì trong cái buổi ngày đầu xuân, đúng không ạ, năm mới 2021 này, thì đây là những cái định hướng, nó là nền tảng nhất, nó là gần như là cái mà gan ruột và là cái công việc hàng ngày, đúng không ạ, đó là cái công việc hàng ngày của tôi và đội nhóm, và đội nhóm nhá, rất là nhiều, đúng không ạ, có rất là nhiều bạn đào tạo thì hiện tại thì tất cả những cái kiến thức, đúng không ạ, tất cả những kiến thức này đều có trên kinh doanh online.com. Anh em mình muốn review ạ, anh em mình muốn review một số cái cơ bản, đúng không ạ, nhanh thôi, đúng không ạ, một cái khoảng tầm 3 phút, đúng không ạ, lướt qua thôi nhá, để cho anh mình nhìn nhận ra được những cái về sale là sao, content là gì, rồi là web là sao, đúng không ạ, Shopee như thế nào, đúng không ạ, free traffic là như thế nào, đúng không ạ. Ok, tôi sẽ review cơ bản nhanh ngắn gọn thôi nhé. Ok, thì bây giờ như thế này, thì bây giờ nhá, anh em mình bất cứ anh em bán cái gì, anh em là chủ cửa hàng, chủ shop, làm affiliate marketing hay là làm dropshipping, không cần biết, khi mà lựa chọn xong cái sản phẩm rồi, chúng ta lưu được ảnh và giá, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống kênh mà chúng ta quảng bá lên, thì đây là việc mà là người, đúng không ạ, đây là việc của cái người mà làm marketing, đây là việc của người làm kinh doanh. Thì như anh em mình nhìn thấy ở trên cái fanpage, đúng không ạ, Amazing Shop này của admin, đúng không ạ, thì anh mình có thể nhìn thấy ở đây, đúng không ạ, một cái link gì ạ, một cái link website. Khi mà click vào cái link này thì nó sẽ ra cái website của admin, đúng không ạ, đây là cái link, đúng không ạ. Thì ngay lúc này khách hàng nhìn thấy thì họ sẽ cảm thấy tin tưởng, chắc chắn là họ thấy tin tưởng rồi, ok không ạ, tin tưởng vô cùng và họ sẽ tạo ra chuyển đổi ngay lập tức, và mình sẽ bán được giá rất là cao. Như ở đây thì mình đang bán khá là rẻ, đúng không ạ, đang bán rẻ để có lấy khách hàng, lấy tương tác, đúng không ạ. Đó, tiếp theo là chúng ta có thể tạo ra một cái kênh review 24 giờ, đúng không ạ, tự tạo ra, nếu mà biết làm web thì chúng ta có thể tạo ra tự hệ sinh thái, đúng không ạ. Và đối với cái này admin đã review khá là nhiều sản bài, đúng không ạ, về thời trang lên trên này, về thời trang lên trên này, đúng không ạ, gần 100 bài, đúng không ạ. Mình có thể thuê freelancer hoặc mình tự viết, đúng không ạ, rất nhiều bài bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ, tất tần tật từ áo thun, áo gia đình các kiểu, đúng không ạ, đấy bài chuẩn SEO, đúng không ạ, và nó tạo ra một cái nguồn traffic khổng lồ, đúng không ạ, đổ về gì ạ, đổ về cái fanpage, từ cái biết như là từ cái kênh kênh review này đổ về cái fanpage, mình click vào đây thì nó lại đổ về cái fanpage như cũ, đúng không ạ, và nó tạo ra vòng xoáy digital marketing, và digital là làm như vậy, đúng không ạ. Ok,
Và đây thì có cả nón đồ các kiểu đúng không ạ? Và fanpage thì mình lại chốt sale thôi, là kênh chốt sale, hoặc là mình đúng không ạ? Mình click vào đây về cái website đúng không ạ? Về website của Amazing Shop đúng không ạ? Hoặc là cái fanpage, hoặc là cái website, hoặc là cái Shopee đúng không ạ? Thì chính xác cái hệ sinh thái này là một hệ sinh thái không lối thoát, và đây là digital marketing cơ bản. Ok. Thế tiếp theo là SEO top, ví dụ như là bây giờ Emin có một cái khóa học gọi là công thức thành công. Công thức thành công khóa học đúng không ạ? Thì khi mà gõ, anh em mình gõ cái công thức thành công khóa học này đúng không ạ? Hay là khóa học công thức thành công này đúng không ạ? Sẽ nhìn thấy đúng không ạ? Sẽ nhìn thấy cái khóa học của Emin ở top 1 đúng không ạ? Và mình là người hướng dẫn, mình phải làm được thì người khác đúng không ạ, người khác mới thuyết phục. Đó như là admin tạo ra một cái khóa có tên là bí mật SEO top Google, và cái này thì ngày xưa là không có SEO top, nên thật ra là nhiều người người ta nói rằng ông đi dạy SEO mà ông không có SEO top được, nên admin bực mình quá mới SEO top cái từ này đúng không ạ, tại vì đây là top đúng không ạ, và nó đang nằm ở top 2 đúng không ạ. Đây khóa học bí mật SEO top Google, đây là cái SEO top đúng không ạ. Ví dụ như anh em mình học VIP và anh mình muốn hướng dẫn học VIP đúng không ạ, gõ hướng dẫn học VIP, hướng dẫn học VIP member đúng không ạ, thì nó sẽ ra cái đúng không ạ, nó sẽ ra cái kênh YouTube của admin đấy đúng không ạ. Đây này, kênh YouTube này này đúng không ạ, đây cái kênh YouTube này bạn nhìn thấy không ạ, hướng dẫn học VIP member đúng không ạ, đây đúng không ạ, và nó đấy là SEO đấy, gõ gì ra đó đúng không ạ. Đây giờ cái khóa này đúng không ạ, là như vậy. Và cái khóa website đúng không ạ, khóa website thì nó có dạy về web đúng không ạ, rồi là khóa content thì nó dạy về content, gọi là bây giờ content nó như thế này, không phải là bài viết hay thì nó đơn giản thôi bạn, từ từ học cũng sẽ ra được một bài viết hay, như là ở trên cái kênh Quyết Đào Chúng Con của admin có rất là nhiều bài viết đúng không ạ, hay dở thì không cần biết, nhưng mà quan trọng nó phải rõ rõ nghĩa đúng không ạ, bạn xây dựng ra làm sao đúng không ạ, làm sao đúng không ạ, như thế nào, thì những cái kênh này nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái traffic, giống như cái kênh này mình mới làm thôi nhưng mà đổ cái lượng traffic về rất rất nhiều đúng không ạ, rất nhiều cái traffic từ các cái kênh internet này đúng không ạ. Đó như là kinh doanh online Z này đúng không ạ, như là chợ quán online này, như quyết đào.com này, như là forum center này, những cái kênh này có cái top đúng không ạ, ở Alexa đấy đúng không ạ. Bây giờ như cái rank này là 3,6 triệu này, web này rank 3,6 triệu này, cái web blog của pin là cái rank 2,6 triệu này đúng không ạ. Cái forum center thì nó đây, cái chợ quán online thì nó là rank 2,1 triệu đúng không ạ, 2,1 triệu đúng không ạ, trên thế giới đúng không ạ, có top hết ạ đúng không ạ, các cái web này có top hết, Amazing Shop đúng không ạ, 9 triệu cái mới tạo đó. Giờ cái Shopee này là rank 538 đúng không ạ? Shopee khá là ghê đúng không ạ, thì đây là đúng không ạ, đây là cái việc của chúng ta ứng dụng cái việc là làm web này đúng không ạ, chúng ta làm thương mại điện tử này, chúng ta làm Facebook marketing này đúng không ạ, chúng ta làm social network này đấy, social này, Pinterest này đúng không ạ, nguồn traffic đổ hết về đúng không ạ, tạo một cái hệ thống không lối thoát cho cái hệ thống của mình. Sau đó là ngoài việc này chúng ta còn làm affiliate này đúng không ạ, affiliate marketing này, hosting này đúng không ạ, chúng ta có thể lên forum software đúng không ạ, trên này có rất là nhiều phần mềm đúng không ạ, chúng ta có thể hoàn toàn có thể ứng dụng thành công đúng không ạ. Sau khi ứng dụng thành công rồi đúng không ạ, chúng ta có thể marketing nó đúng không ạ, đây này đúng không ạ, inbox này đúng không ạ, scan này đúng không ạ, auto group này đấy, auto marketplace này, đây là những cái sản phẩm của phần mềm đúng không ạ, các cái công cụ để chúng ta làm, và cái cả toàn bộ hệ sinh thái này là mình xây dựng đúng không ạ. Và đây là những cái lợi ích khi mà chúng ta làm về content đúng không ạ, chúng ta làm về SEO top, chúng ta làm web, chúng ta làm về thương mại điện tử đúng không ạ, hay là Facebook marketing, thì nó loanh quanh nó là những cái vấn đề như vậy đúng không ạ, và chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ đạt được những kết quả như là chúng ta mong mong muốn thôi đúng không ạ. Và đấy là cái định hướng đúng không ạ, định hướng nền tảng và chắc chắn nhất đúng không ạ. Tất cả những kênh này nó đều khá là miễn phí đúng không ạ? Nó không có tốn kém của anh mình quá nhiều thời gian, cũng không có tốn quá nhiều về về tiền bạc đúng không ạ. Quan trọng là chúng ta cần một kiến thức, có kiến thức là chúng ta sẽ có tất cả, chứ không phải là có gì ạ, chứ không phải chúng ta có tiền để chúng ta ôm hàng như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng ta quan trọng là khi mà chúng ta làm được tự các đối tác sẽ liên hệ với chúng ta, tự chúng ta có thể offer về giá, đấy là từ điều tôi chắc chắn đúng không ạ.
Rồi hiện tại thì mình đang có một cái khóa đào tạo liên quan đến VIP member thời trang, nhưng mà trong đó lại có một cái giá tốt hơn giá ở ngoài rất nhiều, giá VIP mà rất tốt, cộng với việc là được tặng tháng đúng không, 2 tháng auto marketplace đúng không ạ, cộng với kiến thức rất là chuyên sâu về digital marketing, có nghĩa là cái hình ảnh làm sao, chiến lược hình ảnh, chiến lược content đúng không ạ, chiến lược để tạo ra được về giá, giá cả đúng không ạ, tất cả những cái mà anh em mình có được khi mà làm kinh doanh, đó là cái vũ khí để chúng ta quảng bá. Như là anh em mình có một cái giá tốt, chúng ta phải làm sao đấy để sử dụng cái giá giá tốt đối với thị trường, như là mua một tặng một đúng không ạ. Nếu như bạn mà bạn có cái giá rất là rẻ đúng không ạ, thì bạn có thể hoàn toàn sử dụng chiến lược mua một tặng một, hoặc là mua một tặng hai, hoặc là mua hai tặng một để gì ạ, để thu hút khách hàng. Nếu như bạn có những cái sản phẩm mồi rất là tốt, ở trong ngách thời trang có rất là nhiều sản phẩm mồi đúng không ạ, ví dụ mua áo tặng nón, mua áo tặng kính đúng không ạ, hay mua áo tặng túi xách, rất là nhiều thứ đúng không ạ, để chúng ta tạo ra cái sự khác biệt giữa mình và người khác đó, để gia tăng lên chuyển đổi của mình, cũng là những kênh đó thôi, cũng là những hình ảnh đó thôi, cũng là những sản phẩm đó thôi, nhưng mà khi mà rơi vào cái người mà biết marketing thì nó sẽ trở thành cái vũ khí rất là lợi hại để chúng ta quảng bá đúng không ạ. Thì khi mà ở trong 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 VIP member thì anh mình sẽ được học tất cả những vấn đề đó đúng không ạ, và nó có phí đúng không ạ, có phí tham gia. Thì bây giờ là sẽ có những cái cơ hội cơ bản như thế này đúng không ạ. Nếu như mà anh em ở trong buổi Zoom này đúng không ạ, trong buổi Zoom này em mình sẽ để khoảng tầm 14 ngày đúng không ạ, sẽ ví dụ như anh em mình sử dụng cái tool auto marketplace á, thì mình sẽ liên hệ với fanpage đúng không ạ, để offer giá đúng không ạ, sẽ là có một cái job mà khoảng, một là giảm giá đúng không ạ, hai là mua một tặng một, có nghĩa là mua một tháng tặng một tháng đúng không ạ, mua một tháng tặng một tháng, kể cả auto group lẫn cả auto marketplace. Cái auto group nó rất là lợi hại để xây dựng đội đội nhóm và xây dựng cộng đồng. Nếu như mà thực sự anh mình là cái người mà muốn làm chủ một cái đế chế thì hãy sử dụng auto group, tại vì nó kéo phễu rất là hiệu quả, có nghĩa là chúng ta có thể bán hàng, chúng ta có thể tuyển đội nhóm đúng không ạ, chúng ta có thể tuyển được đối tác sỉ và lẻ, tại vì nó tự động đăng lên hàng trăm nhóm, mà chỉ cần có một cái Facebook tốt đúng không ạ, tham gia những cái nhóm mà nó chuẩn insight. Và khi mà sử dụng Facebook marketing, anh em mình phải khi mà đi sâu vào trong những từng vấn đề nhá, nó không đơn thuần giống như anh em mình suy nghĩ đâu. Nếu như bán hàng trong nhóm là một điều rất là tuyệt vời, ví dụ như anh mình tham gia những cái nhóm, ví dụ như sản phẩm của mình là tuổi teen đúng không, chúng ta phải tham gia những cái nhóm liên quan đến teen nhiều, mà teen nhiều thì bây giờ nó đang cần gì ạ, teen nhiều tuổi teen bây giờ nó đang chơi game nhiều này, nó chơi thể thao này, nó mạo hiểm này đúng không ạ, nó đang ở trong những cái nhóm về học tập này đúng không ạ, rồi chúng ta tham gia những cái nhóm đó và chúng ta quảng bá đúng không ạ, đăng bài lên trên đó thì chúng ta chắc chắn sẽ tương tác được với một cái số lượng người, và cái tỷ lệ chuyển đổi nó mới cao được. Còn không thì chúng ta cứ đăng bừa đúng không ạ, thì nó sẽ không bao giờ tạo ra chuyển đổi tốt. Đây là điều đương nhiên. Thì đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là chúng ta đăng lên trên internet rất nhiều, đăng số lượng lớn 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 rất là lớn là lên trên internet, nhưng mà chúng ta không biết SEO top như thế nào đúng không ạ, không có từ khóa đúng không ạ, đăng bài mà không có từ khóa để cho người khác tìm kiếm được chúng ta thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc, tại vì cũng là gì ạ, cũng là đăng bài, nhưng mà một cái người người ta biết đấy đúng không ạ, người ta đăng đúng không ạ, người ta có đăng cái bài content có chất lượng, so với việc mà chúng ta đăng rất nhiều lên trên internet nhưng mà nó không chất lượng, thì cái điều này là điều rất là gì ạ, một là tốn thời gian, hai là không hiệu quả, ba là làm chúng ta dễ nản đúng không ạ, dễ nản đúng không ạ, chúng ta phải học những cái kiến thức mang tính chất nền tảng đó đúng không ạ, phải học những cái kiến thức đúng không ạ, admin có tốt sale không cần phải biết về kỹ thuật quá nhiều, ông làm đúng như vậy thôi là nó sẽ thành công đúng không ạ, kể cả SEO Marketplace hoặc là SEO Google này, SEO Shopee, SEO tất tần tật đúng không ạ, SEO fanpage, SEO group đúng không ạ, thậm chí là SEO TikTok, tất cả nó đều có những cái thủ thuật, nó đều có những cái bí mật, nó đơn giản thôi đúng không ạ, nó có nghĩa là mình chỉ cần viết, cần hiểu được tâm lý của cái người tìm kiếm, hai là mình là người sáng tạo để cho cái người tìm kiếm đó khi mà nó mát với nhau, có nghĩa là nó phù hợp với nhau á,
nó sẽ kiếm được nhau, đúng không ạ? Và điều này tôi dám chắc chắn, đúng không ạ? Và có những cái công cụ để chúng ta kiếm được, đúng không ạ? Anh mình đơn thuần cũng có thể sử dụng Google, đúng không ạ? Google Trend, đúng không ạ? Để chúng ta xác định từ khóa trend này, đúng không ạ? Và chúng ta tạo ra các cái content liên quan đến cái trend đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có top, đúng không ạ? Dễ dàng thôi, đúng không ạ? Còn lại chuẩn SEO nữa thì liên quan đến tiêu đề, liên quan đến mô tả, liên quan đến hình ảnh, liên quan đến video, liên quan đến rất là nhiều thứ ở trong cái content trên cái kênh đó, liên quan đến cái kênh nữa, đúng không ạ? Khi mà mọi thứ nó đúng hết với nhau thì chúng ta sẽ có top, đúng không ạ? Tệ thì cũng có ở top 10, đúng không ạ? Còn ghê thì chúng ta ở top 1, top 2 thì rất dễ dàng chúng ta có chuyển đổi tự nhiên, có nghĩa là có người mua tự nhiên, có người tự inbox cho chúng ta, có người tự liên hệ với chúng ta để bán hàng. Một ngày tôi tiếp rất là nhiều người nhắn tin Zalo, vừa đối tác, vừa khách hàng, vừa cộng tác viên, rất là nhiều. Người ta add Zalo để người ta muốn nói chuyện với mình, đúng không ạ? Muốn học mình, hoặc là người ta muốn hợp tác với mình, hoặc là người ta muốn cho chia sẻ cơ hội với mình, đúng không ạ? Tại vì tôi viết rất là nhiều content lên trên internet rồi, và bây giờ là cái thời gian mà mình hái quả thôi, đơn giản là như thế, đúng không ạ? Còn lại những cái kênh như là Shopee, Tiki, Lazada, Sendor, đúng không ạ? Những cái kênh dễ dàng hơn tạo như là Shopee và Sendor, chúng ta tạo trước, up lên có lời ngay lập tức đó. Và nếu như mà chúng ta biết đăng, đúng không ạ? Và nhiều anh em mình đăng lên trên đó bảo là em đăng rất là nhiều nhưng mà không có đơn. Căn bản là bạn cần phải chú ý, một là ảnh ảnh bìa bạn đã đẹp chưa, đã rõ ràng chưa, nó bị vỡ hay không. Thứ hai là cái content, có nghĩa là cái content, có nghĩa là cái nội dung á, đúng không ạ? Nội dung nó có chuẩn SEO hay không, nó vẫn là SEO, đúng không ạ? Rồi là nội dung nó có rõ ràng hay không, đúng không ạ? Nó có hoàn chỉnh hay không, nó có chỉnh chu hay không, đúng không ạ? Nó đã, nói chung là nó vừa mắt chưa, nó vừa mặt, đúng không ạ? Bằng lòng chưa, đúng không ạ? Và làm sao để biết nó bằng lòng thì chúng ta hãy kiếm những cái shop là lớn và nó có nhiều người mua, nó có nhiều feedback, hoặc là các cái shop môn, đúng không ạ? Những cái shop rất là lớn, đúng không ạ? Để học nó xem chúng ta đã chuyên nghiệp bằng nó chưa. Nếu như bạn chưa chuyên nghiệp thì chắc chắn bạn chưa có đơn, đúng không ạ? Và hãy học thằng giỏi nhất, thế thôi, đúng không ạ? Và kinh doanh là phải, chúng ta phải tập trung và nghiên cứu rất nhiều để gì ạ? Để thành công đó. Còn viết không hay thì phải rõ ràng, content không hay thì phải rõ ràng, đúng không ạ? Ok, và anh em mình muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Và trong đầu năm thì khả năng chúng ta sẽ làm những như vậy, đúng không? Thì anh muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi gì không ạ? Đặt câu hỏi nhắn tin hoặc là bật mic. Bạn Hưng có câu hỏi hả? Vâng. Còn làm dropship đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta không cần phải ôm hàng nhiều, đúng không ạ? Không phải ôm hàng luôn, nhưng mà chúng ta cần phải phải gì ạ? Cần phải có vốn, đúng không ạ? Cũng đôi khi phải cần có vốn, tại vì có những cái sản phẩm như là nếu mà làm ngách phụ kiện hoặc ngách những cái ngách nhỏ nhỏ đấy, chúng ta cần phải có những cái sản phẩm mẫu để chúng ta tự chụp hình. Tự chụp hình để làm gì ạ? Để tạo sự khác biệt. Bạn cứ hình dung như là ở trong đây cả ngàn người đang làm cộng tác viên, đúng không ạ? Cả ngàn người đang làm dropshipping và ai cũng sử dụng một cái hình ảnh đó đưa lên trên internet, thì bản thân cái hình ảnh đó nó là một cái tác dụng ngược lại, đúng không ạ? Tức là khách hàng người ta sẽ nhìn thấy ai cũng sử dụng cái hình ảnh đó hết, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ nghi ngờ, không ạ? Có nghi ngờ chứ? Họ sẽ so sánh, đúng không ạ? So sánh. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái hình ảnh khác biệt. Rồi, tôi không nói là ôm hàng, tôi nói là chúng ta phải có cái ảnh mẫu, có sản phẩm mẫu để chúng ta tự chụp hình một bộ ảnh riêng, đúng không ạ? Thì chắc chắn rằng cái tỷ lệ chuyển đổi rất là cao, và đây là cái bí mật mà tôi hướng dẫn cho những anh em mà làm dropship thực tế, thực chiến, gọi là dropship thực chiến. Thực chiến ở đây là gồm phát triển kênh thực chiến và tư duy thực chiến, đúng không? Không phải ôm, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải có, đúng không ạ? Như ở bên xung quanh tôi rất là nhiều phụ kiện điện thoại, visa các thứ, đúng không ạ? Để chúng ta để gì ạ? Để chúng ta có sản phẩm, đúng không ạ? Có sản phẩm thật, đúng không ạ? Rất là như mình bán cho người ta xin xin mình, đúng không ạ? Cho em cái ảnh thật, bây giờ mình không có mà lại xin kho mà nó rất là lâu, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như vậy, có một cái để ảnh thật luôn để chụp, để xem, để review, đúng không ạ?
Thì đây là những cái mà mình cảm thấy là nó là thực tế. Ok. Thì hiện tại đó thì ở trong khoảng thời gian đúng không ạ, trong 2021 này sẽ có những cái sự chuyển biến, khả năng là trong cái Zoom lần này đúng không ạ, thì mình sẽ chia sẻ một cái cơ hội đúng không ạ, chia sẻ một cái cơ hội về thời trang cho anh em mình liên quan đến thời trang, và tôi cũng đang tập trung cho cái đội nhóm này rất mạnh đúng không ạ, và đầu tư rất nhiều về tài chính đúng không ạ, cũng giống như là những cái tâm huyết về kiến thức cộng với các cái vấn đề về nhân nhân lực cộng với các cái vấn đề liên quan đến công cụ. Đây cho anh mình xem đúng không ạ, và anh em nào mà muốn đăng ký đúng không ạ, trong ngay buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ, vì sao, tại vì sau hết 10 ngày đúng không ạ, trước Tết rồi đó, trước ngày mùng 6 thì cái này nó sẽ lên đúng không ạ, rồi tôi sẽ cho anh mình thấy cái quy trình đào tạo đội nhóm làm thời trang đúng không ạ. Đây khi mà anh mình làm thời trang đấy đúng không ạ, anh mình sẽ được add vào một nhóm đúng không ạ, có tên là VIP member đúng không ạ, VIP member thời trang, VIP thời trang đúng không ạ, và trong này đúng không ạ, hội tụ những bạn ở trong team đúng không ạ, trong team, và đây tôi có lưu một số kết quả đúng không ạ, rất nhiều kết quả rồi đúng không ạ, và những bạn có hòa vốn rồi, cái team này có phí nha, có phí đào tạo, thì cho anh mình xem cái kết quả trước rồi là cái được đào tạo gì. Thì anh em mình nào mà muốn thật sự mà 2021 tập trung ấy, thì nên nên tập trung vào kiến thức đúng không ạ, chứ không phải là ôm hàng đúng không ạ, không cần phải. Đây ví dụ như là cái feedback đội nhóm gọi đây đây đúng không ạ, và đây là tôi lưu lại rất là nhiều bạn đúng không ạ, đây có đơn đầu ấy đúng không ạ, đây đây đúng không ạ, anh có nhìn thấy rõ không, đấy đơn của đội nhóm đúng không ạ, đúng không ạ, rất là nhiều đúng không ạ, đấy các bạn vào trong đây đều có đơn đúng không ạ, đơn combo, tại vì được học tất cả các chiến lược đúng không ạ, đấy em phải zoom to lên nhá, em phải zoom to lên để nhìn nhìn cho nó rõ nhá, lấy hai ngón tay zoom lên đúng không ạ, đúng không ạ, đã có đơn này đúng không ạ, đấy rất là nhiều anh em ở trong cái team này có đơn đúng không ạ, và hiện tại thì team này đang phát triển rất là tốt, và anh mình sẽ được đào tạo cái gì ở trong cái này, và anh mình nên đúng không ạ, tôi khuyến khích đúng không ạ, anh mình nên tập trung vào cái này để gì ạ, vì nó khá là toàn diện đúng không ạ, đây anh mình sẽ được học rất là nhiều cái mô đun đúng không ạ, và anh mình được nhận một cái bảng giá đúng không ạ, một cái bảng giá VIP đúng không ạ, bảng giá VIP có nghĩa là bảng giá như thế này, trong này mới có thôi anh em mình nhìn thấy cái ngách ở ngoài thời trang ấy đúng không, anh mình có thể nhìn thấy rồi đúng không, còn cái bảng giá đây này đấy, cái bảng giá đây thì cái bảng giá này nó là cái bảng giá rất là tốt đúng không ạ, để tập trung cho anh em mình làm, để áp dụng toàn bộ chiến lược marketing và admin vào, giống như cái áo ở ngoài nó là 100 đúng không, hay là 90, 80 gì đó thì nó ở đây là 75 ngàn đúng không ạ, và các cái sản phẩm mẫu phễu thì nó rất là tuyệt vời, cái áo hoodie đúng không ạ, nó là 120 mấy đúng không ạ, 130 mấy, thì ở trong đây thì nó chỉ là 94 ngàn thôi, và gần như là cái giá này là sát với giá sỉ đúng không ạ, và nếu mà anh mình ở trong đội VIP thì anh mình sẽ được nhận cái giá này để triển khai toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến địa đến đến cái vấn đề về về chiến lược đúng không ạ, thì đây là vấn đề đầu tiên đúng không ạ, vấn đề đầu tiên thứ hai là anh mình được nhận tặng đúng không ạ, được tặng 2 tháng đúng không ạ, 2 tháng cái công cụ Auto Marketplace này, 2 tháng cái công cụ Auto Marketplace này, và một cái tool này á, hiện tại bây giờ mình đang bán là 699k một tháng, và nó mang lại cái hiệu quả cực kỳ khủng khiếp, thực sự là cái tool này nó là một cái tool hiệu quả nha đúng không ạ, rất hiệu quả, tool Auto Marketplace này có thể đăng rất là nhiều nick một lúc đúng không ạ, và chỉ có việc chốt đơn thôi, đấy là tặng 2 tháng cộng với bảng giá cộng với gì, và anh mình sẽ được add vào trong một cái team đúng không ạ, gọi là team VIP member ở trên Facebook, và trong này đúng không ạ, trong này có phần hướng dẫn, và tôi sẽ review cho anh mình xem những cái module mà anh mình sẽ được học ở trong này, và nó cực kỳ đúng không ạ, anh mình sẽ hiểu được tại sao mà những bạn ở trong này lại ra được đơn nhanh như vậy. Thứ nhất là
có các cái bài học ở trong này đúng không ạ? Chỉ có anh em mình ở trong VIP mới được tham gia cái nhóm này đúng không ạ? Và anh mình được học rất là các cái bài cơ bản đúng không ạ, về hướng dẫn cách sử dụng tài nguyên, bắt đầu từ bài thứ hai đến bài thứ sáu đúng không ạ, anh mình sẽ được học về cách sử dụng phần mềm đúng không ạ, đúng không ạ, rồi là anh mình sử dụng các cái vấn đề, những cái bí mật nó nằm ở chỗ đằng sau đây này đấy, à, cách sử dụng phần mềm nhá, rồi là cái vấn đề là các yếu tố quyết định đúng không ạ, từ cái bài 7 ấy rất là ngắn gọn đúng không ạ, các yếu tố quyết định đến sự thành công của một bài đăng marketplace, thì cái khóa này nó sẽ xoáy sâu vào trong cái vấn đề về marketing trên marketplace á, nó sẽ cho anh mình thấy được là à tại sao mà chúng ta là làm không có đơn đúng không ạ, thì nó có rất là nhiều yếu tố đúng không ạ, như là hình ảnh tại sao này đúng không ạ, rồi là content là như thế nào đúng không ạ, vị trí đúng không ạ, hay lắm đúng không ạ, đó đây này vị trí đăng nhá, nó có những cái tool liên quan đến vị trí nào đăng vào trong đó sẽ dễ ra đơn chứ không phải đăng vào đâu cũng được đúng không ạ, rồi là tiêu đề hình ảnh đúng không ạ, tiêu đề ra làm sao, mô tả ra làm sao, hình ảnh ra làm sao đúng không ạ, rồi là có cả SEO top marketplace nữa, SEO top marketplace là hoàn toàn có thực đúng không ạ, bạn ai nói là SEO top không không có lợi ích, tôi dám khẳng định luôn SEO top có lợi ích và nó càng ngày gia tăng cái traffic đúng không ạ, và có những bạn ở trong đây đã có đến hàng ngàn tin nhắn rồi đấy đúng không ạ, một bài marketplace có 1.000 tin nhắn đấy và chốt đơn đúng một bài đấy thôi là hòa được kiếm mấy triệu rồi, và cái người mà tối đa khủng khiếp nhất ở trong cộng đồng mà tôi biết được là đến thời điểm hiện tại là một bài marketplace được 5.000, hơn 5.000 tin nhắn, có nghĩa là một bài marketplace anh em ạ có hơn 5.000 inbox, đấy là cái mà admin có lưu hình ảnh nha, đây này cho mình xem nhé, không anh em mình nói đúng không? Cái marketplace này đây là cái cho mình xem cái marketplace nhá, admin lưu cái feedback lại của mình cho anh em mình xem này. Đăng bài đây, cái này là của admin là cơ bản thôi nhá, đây này mình thấy rõ không ạ, một bài này đăng lên là có 255 người inbox này, và admin chốt đâu đó được mấy chục đơn đúng không, không cần, đây là từ marketplace nhá, không cần phải làm, anh em không cần dùng tool này, mình đăng tay thôi một ngày 20 30 bài lên thôi chứ là đã có đơn rồi đúng không ạ, hãy tập trung vào marketplace đúng không ạ, đấy 10 inbox đây là từ đấy đúng không ạ, còn nhiều lắm đúng không ạ, đây đơn về đây chốt sale đúng không ạ, và dưới đây là Shopee đúng không ạ, ở trên đúng không ạ, ở trên là đơn market và họ để lại thông tin luôn đấy, đây số lượng người inbox trên market đây này vô cùng nhiều, vô cùng nhiều luôn đấy, đây đấy market đây chỗ đơn này cái ví đó, đó đúng không ạ, cái ví đó đúng không ạ, đây để lại số điện thoại luôn đúng không ạ, khách hàng để lại số điện thoại luôn không cần phải chốt đi luôn đấy đúng không ạ, để lại số điện thoại luôn rất là nhiều đơn đúng không ạ, trên market đây rất là, đó là cái vấn đề rất là tuyệt vời và chúng ta học cái cách để chúng ta đăng được làm sao để được nhiều, thì ngoài ra về vấn đề và mổ xẻ vấn đề market đây là anh em mình sẽ được học đúng không ạ, rất là nhiều chiến lược khác đúng không ạ, mổ xẻ vấn đề market đây chúng ta có thể áp dụng được trên các kênh khác luôn, tại vì nó là cái kiến thức đúng không ạ, nền cứng cứng chắc rồi đúng không ạ, hình ảnh đúng không ạ, đúng không ạ, ví dụ như cái hình ảnh mà bình thường các đối thủ nó đăng lên đúng không ạ, rất là gì ạ, rất là nhàm chán đúng không ạ, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những cái ảnh đúng không ạ, nó khác biệt đúng không ạ, đấy, tận dụng tối đa về giá đúng không ạ, giá tốt đúng không ạ, ví dụ 70 bây giờ giả sử đúng không ạ, bình thường là giá là 99k nhưng mà bạn được nhận giá khoảng tầm 70 ngàn thôi đúng không ạ, ví dụ như vậy bạn hoàn toàn bán 99k để bạn lời khoảng tầm 29 ngàn thôi đúng không ạ, một ngày 10 đơn là bạn qua 100 ngàn, một tháng là bạn có 9 triệu rồi đúng không, nên đó là cái sự lợi thế về giá đúng không ạ, đó lợi thế về giá là nó rất là tốt đúng không ạ, còn nếu mà không thì chúng ta bán 149k đúng không ạ, hoàn toàn là đánh sập toàn bộ mọi thứ đúng không ạ, mọi vấn đề lý luận lý thuyết của tất cả những đối thủ khác nó sẽ bị dẹp bỏ hoàn toàn đúng không ạ, đấy đấy là vấn đề về tận dụng về giá, rồi là vấn đề về bán hàng thanh lý, ví dụ như là người khác sẽ nhìn thấy rất là thích khi mà được mua một cái món hời của người khác, đặc biệt là thanh lý đúng không ạ, đặc biệt là các cái chị em phụ nữ là khoái lắm đúng không ạ,
thấy hàng thanh lý là khoái đúng không ạ, hàng mới mà thanh lý là càng thích nữa đúng không ạ. Là chiến lược mua một tặng một có nghĩa là sao, khi mà mình mua một cái gì đó mình tặng một cái thì nó sẽ tốt hơn là việc mà chúng ta lấy tiền hai cái hoặc là giảm giá đúng không ạ. Rồi là chiến lược khác đúng không ạ, chiến lược gì nữa ạ, chiến lược là sử dụng sức mạnh cộng đồng, chiến lược sử dụng combo đúng không ạ, chiến lược xác định đối tượng đúng không ạ, có rất là nhiều chiến lược đúng không ạ. Có nghĩa là bây giờ chúng ta không phải là bán lẻ, bây giờ tôi tập trung vào bán sỉ đúng không ạ, ok tôi tập trung vào bán qua cộng tác viên được không ạ, được đúng không ạ, chứ đâu nhất thiết là phải bán gì ạ, đâu nhất thiết là cứ phải bán lẻ đâu đúng không ạ, biết đâu tôi bán sỉ tôi trở thành đại gia trong vấn đề về buôn quần áo hay là buôn cái thời trang là buôn phụ kiện thì sao ạ, đúng không, đây là cái điều mà anh em cần phải mở rộng cái tư duy ra hơn nữa đúng không ạ. Rồi là các cái bí mật về target vị trí phần 2, cái này sẽ target được đúng vị trí và biết cái vị trí nào đúng không ạ, cần đăng và cái vị trí đó họ đúng không ạ, khách hàng người ta cần gì ở vị trí đó đúng không ạ, và đó là bí mật, đây là tốt đúng không ạ, những cái tốt rất là hay, có thể bạn làm Shopee cũng thành công, bạn làm fanpage cũng thành công đúng không ạ, bạn làm marketplace cũng thành công, hoặc là bạn bán hàng trong nhóm cũng thành công. Đợt. Cái điều này nó là thực tế nha, rất là thực tế đúng không ạ. Rồi chiến lược feedback seeding đúng không ạ, rất là nghe khá là nhiều về vấn đề này đúng không, nhưng mà seeding và feedback là những cái rất là khủng khiếp đấy đúng không ạ. Rồi là module 16 đúng không ạ, là liên quan đến vấn đề về xây dựng cộng đồng, và cái này khá là tâm huyết, cái module này nó như là một cái ebook đúng không ạ, về tại sao cần phải xây dựng cộng đồng, cách tuyển cộng đồng, cái nguồn chọn cộng đồng như thế nào, lợi ích của việc mà chúng ta sử dụng cộng đồng trong tay. Bây giờ có cộng đồng trong tay thì chúng ta phải viết ra chính sách đúng không ạ, rồi phát triển nhân rộng làm sao đúng không ạ. Trong này có những cái module này chỉ đúng không ạ, là anh em mình hỏi là được học bán hàng qua Shopee hay không, thì cơ bản là khi mà bạn học đến cái đại giai đoạn này đúng không ạ, đọc tất cả những kiến thức cho tới cái bài 17 này ấy, thì bạn tự làm được Shopee luôn, hình ảnh đẹp, content hợp lý đúng không ạ, chất thế thôi, còn việc đăng lên thì ai chẳng biết đăng đúng không ạ, còn quan trọng nhất là cái content thôi, chứ Shopee ai cũng tạo được hết, trên đỏ ai cũng tạo được hết đúng không ạ. Còn cái vấn đề về chiến lược trong đó là tạo ra các chương trình như thế nào đó rồi thì chúng ta sẽ thảo luận ở trong này. Ok, bài 18 đúng không ạ? Đến cái lúc mà anh mình sẽ thấy rằng là có rất nhiều inbox rồi, nhưng mà bây giờ làm sao mà để chốt được đơn, bị tỷ lệ miss đơn nhiều thì chỗ này có đúng không ạ? Thì miss đơn nhiều tại vì chúng ta muốn bán hàng nhưng mà chúng ta không hiểu khách hàng. Chúng ta không hiểu khách hàng tại vì gì ạ? Bạn luôn luôn muốn bán được hàng rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chẳng bao giờ đúng không ạ? Chịu hiểu khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng ta miss đơn rất nhiều điều đáng tiếc. Tại vì inbox rất nhiều nhưng mà chốt đơn không được. Căn bản là chúng ta phải kích thích được khách hàng cho thấy họ thấy được cái lợi ích trước, bán sau. Đúng không ạ? Cho đi trước, nhận lại sau. Cho họ dùng thử trước, đúng không ạ? Cho họ cảm nhận trước, cho họ nhìn thấy, đúng không ạ? Nhìn thấy cái lợi ích trước, đúng không ạ? Do vậy cái vấn đề mà vừa xong cái chiến lược ở trên này tôi mới cho cái chiến lược là feedback seeding là như vậy. Ok, trước khi mà tư vấn, đúng không ạ? Người ta không có cảm xúc gì đâu, đúng không? Trước khi mà tư vấn thì anh chị thật là gì ạ, khen người ta một câu hả, đúng không? Khen khách hàng một câu cũng chẳng chết là ai được, đúng không? Khen khách hàng một câu sau đó là chúng ta đưa ra thì em vừa mới ship cái đơn này cho cái chị khách này xong và chị đấy khen quá trời luôn, gửi cho người ta một cái feedback trước, đúng không? Chứ bây giờ em ơi còn không hát vợ còn ạ, giá bao nhiêu thế, 100 ạ, rồi đi luôn không bao giờ quay trở lại nữa. Tại vì ai ạ? Tại vì mình không bao giờ hiểu người khác. Đúng không ạ? Mình luôn luôn muốn người khác mua hàng của mình và muốn người khác hiểu mình, nhưng mình chẳng bao giờ hiểu người khác cần gì hết, đúng không ạ? Người ta cần sự quan tâm, đúng không ạ? Mình khen trước hả, đúng không? Sau đó là trước khi mà mình nói về giá thì mình nói là chị vừa xong ấy, có một cái chị khách đúng không ạ, vừa xong có một cái anh khách, vừa xong có một cái cô dì chú bác đó vừa mới mua sản phẩm của em và họ khen quá trời luôn, gửi cho họ một cái hình, đúng không ạ? Cái hình đó mình tạo ra được không ạ? Hoàn toàn có thể tạo ra, đúng không? Thì gì ạ? Thì lúc đó là người ta đã cảm thấy tự tin tưởng rồi, và lúc này giá cả dẹp qua một bên, đúng không ạ? Không nhất thiết là phải giá rẻ, đúng không ạ? Lúc này người ta cảm thấy tin tưởng, mà lúc này bạn bán muốn bán cái gì thì bạn, đúng không ạ? Thì ngoài ra thì nó sẽ gồm hai cái module bài 19 nữa, thì hai cái module này, bài cái module mà vừa sau này mình nói rằng cái nhóm này, đúng không ạ? Cái nhóm nguồn hàng dropship Shopee này nó được lên top đây này, đúng không ạ? Đây là cái nhóm này được tạo ra đấy để chứng minh cho cái bài 19 này này, đúng không ạ? Và hôm nay có anh em nào ở VIP trong này thì cho admin giải mật nhá, đúng không ạ? Đấy là tút bí mật xây dựng hệ thống, đúng không ạ?
đấy, xây dựng hệ thống này là cái này rồi nhá, cái video cái Zoom á, cái Zoom là xây dựng group mà hàng nghìn người đấy, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đây này, đúng không ạ? Nó đang 274 người rồi, sắp lên 1.000 người, nó chỉ có mấy mấy tuần thôi, đúng không ạ? Mà ngày nào cũng có khoảng mười mấy 20 người vào. Đây mình có thể nhìn thấy cái mức độ tương tác, mức độ tăng trưởng này. Đấy. Mức độ tăng trưởng là từ ngày 15 tháng 2 đúng không ạ? 15 tháng 2 là bao nhiêu? Ui. 28 ngày qua. 28 ngày qua. Của cái nhóm này mới ngày 19 đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây, đang tăng trưởng rất là đều đúng không ạ? Rất là tốt. Đấy. Ok, số lượng thành viên hoạt động rất là tốt luôn đúng không ạ? Đấy. Là trong cái Zoom này, trong cái hai Zoom, một là bí mật xây dựng hệ thống kênh như vừa xong mình nói, hai là bí mật xây dựng cái nhóm mà nó được nhiều như vậy để chúng ta gì ạ, bán hàng đúng không ạ, tự tạo ra chợ để bán luôn đúng không ạ. Thì đó là những cái và module tiếp theo nữa thì sẽ được cập nhật thêm đúng không ạ, và đó là toàn bộ về khung cảnh đúng không ạ, và đào tạo và học như vậy đúng không ạ, và trong Foreign có đào tạo đúng không ạ? Ngoài không phải ai cũng cũng phải vào đây để học đúng không ạ? Ở ngoài có đủ đâu, ngoài hơi đủ rồi, và đủ trí tuệ, đủ hướng dẫn, đủ những cái kiến thức cơ bản là chúng ta hoàn toàn tự tin để chúng ta kinh doanh thành công rồi đúng không ạ? Và em mình là muốn thực sự mà muốn có lợi nhuận cao hơn rồi học bài bản cộng với có đội nhóm support thì chúng ta vào team VIP gọi là có vốn phí đúng không ạ, muốn 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 vào cái nhóm này đúng không ạ, thì anh mình đăng ký ở trên 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 web đúng không ạ, bán hàng.forycenter.com để mua thẻ VIP đúng không? Vào trong đó thì anh mình sẽ được nhận một cái bảng giá, nhận được công cụ đúng không ạ, được vào khóa học đúng không ạ, vào học hết trên cái đó đúng không ạ. Thì hiện tại thì nó đang là 2.999.000, và trong qua năm sau đúng không ạ, qua hết chắc khả năng là qua ngày 15 thì mình sẽ phải đôn giá lên, tại vì hai cái tool đấy, cái tool auto market play đó là 1.400.000 rồi, cộng cái bảng giá đó thì cái bảng giá đó là gần như là bảng giá sát với giá gốc, chỉ cách khoảng tầm 10.000 hoặc là 5.000 nữa thôi là đến giá gốc, có nghĩa là anh em mình phải bỏ tiền ra để nhập hàng đấy, có nghĩa là sát lắm rồi đó, là tự có thể làm được, là mình hô mưa gọi gió trên Shopee hoặc là trên market play được rồi đúng không ạ. Còn lại điều này nó không quan trọng, quan trọng là anh em mình bán được thì ở ngoài cũng vẫn ok, tại vì có những bạn ở ngoài vẫn 20 đơn một ngày bình thường đúng không? Quan trọng là cách bán thôi đúng không? Còn là cái kia ở trong đây được hướng dẫn kịch bản, được hướng dẫn quy trình, được hướng dẫn triển khai, thì nếu mà 2021 của anh em mình tập trung thì hãy tập trung làm cái này, tất cả những kiến thức này không phải dập khuôn máy móc cho một kênh này mà có thể ứng dụng cho bất cứ sản phẩm nào mà anh mình muốn lựa chọn, như là phụ kiện điện thoại, như là visa, như là đồng hồ, như là đặc sản, đều áp dụng một quy trình đúng không ạ, thì được ưu tiên về giá đúng không ạ, còn có cả bảng giá VIP, không phải giá VIP mà giá quá trình của những cái nét khác đúng không ạ, nhưng mà khả năng là ra riêng admin mấy public public cái này, có nghĩa là ngoài được nhận giá VIP đó còn nhận được giá tốt hơn ở thời trang đúng không ạ, rồi đúng không ạ, thì có được giá tốt hơn ở túi xách, ở đồng hồ, ở visa đúng không ạ, ở phụ kiện điện thoại, những cái ngách khác nữa đúng không ạ, thì đó là những cái ưu đãi thế thôi đúng không ạ. Còn lại căn bản là anh mình học là chủ yếu đúng không ạ, còn lại ở ngoài bên ngoài đúng không ạ, phía bên ngoài đúng không ạ, người ta đào tạo và bạn chẳng nhận được gì hết, chỉ nhận được kiến thức đúng không ạ, còn lại trong này mình cho khá nhiều và gì ạ, nó gần như là anh mình có những bạn cần vào khoảng tầm 3 tuần thôi là hoàn đúng không ạ? Vì sao, vì cái tool nó kinh khủng lắm, được tặng thêm hai nick nữa nhé đúng không ạ, được tặng thêm hai nick Facebook nữa để các bạn khởi nghiệp đúng không ạ, hai nick Facebook, hai nick Veer để khởi nghiệp. Nick Veer là một cái nick, đó là mình đang bán khoảng tầm 150 ngàn một nick đúng không ạ? Hai nick là 300 ngàn, tặng luôn hai nick đúng không ạ? Có nghĩa là cái gì mà của nhà làm được thì mình sẽ tặng khá là ok, nhưng mà sau khi mà vào và bây giờ đội nhóm thì mình cũng khá là đầy đủ rồi đấy, là khoảng tầm hơn 60 người rồi, hôm nay cũng có bạn vào nữa nên ra là sẽ nâng giá đúng không ạ, nâng giá lên và qua ngách support các cái ngách khác, như là tối ưu hóa toàn bộ mọi hệ thống kênh đúng không ạ, giày ví trang sức phụ kiện điện thoại
những cái ngách mà nó duyên nợ rất là nhiều nhưng mà mình chưa có tập trung được. Thì thời gian vừa qua đội nhóm khá là mạnh rồi đúng không ạ, hơn một tháng cũng bán hơn 1.000 cái áo đúng không ạ, hơn 1.500 áo thì khá là ok đấy. Như ngày hôm nay thì mình bán hơn 80 cái áo này là từ free traffic hết đúng không ạ, từ việc sử dụng đội nhóm, từ sử dụng việc sử dụng marketplace, từ việc sử dụng group đúng không ạ. Mà chúng ta đầu tư không phải đầu tư ôm hàng mà đầu tư vào kiến thức này đúng không ạ, hình ảnh đúng không ạ, đầu tư vào công cụ đúng không ạ, đầu tư vào thiết bị để chúng ta quản lý đúng không ạ, như là máy tính nhiều hơn để quản lý nhiều Shopee hơn đúng không ạ, hay là nhiều điện thoại hơn để quản lý nhiều marketplace hơn đúng không ạ, và đó là cái mục tiêu và ok đúng không ạ. Và ai muốn đăng ký không ạ, ai muốn đăng ký này đúng không ạ, và ngày hôm nay đúng không ạ, sẽ là mình nghĩ rằng là chắc là hết mùng 10, tại vì ngày hôm nay là cái zoom đầu năm mà đúng không ạ, tính ra là ngày mùng 6 là cuối năm, nhưng mà một số anh em mình bảo là bây giờ ngân hàng chưa làm, tức là chỗ em nó bị này bị thế kia đúng không ạ. Còn lại riêng với cái này nếu mà mình lấy 5 triệu cũng chẳng có cao, tại vì nó như là đào tạo nghề, gần như là những cái tút rất là bí mật như là sell top marketplace, những cái tút như là xác định vị trí bán hàng ở bên ngoài không ai biết được, tôi cũng khẳng định luôn á, chỉ có anh em mà được học sẽ biết. Sell top rất là hay nhá, ví dụ như mình đăng 1.000 bài lên mà nó không có sell ấy, thì chúng ta gọi là bèo giặt mây trôi đúng không ạ, nhưng mà chúng ta đăng lên đúng không ạ, thì gì nó chuẩn, nó sẽ ra được kết quả ngay lập tức đúng không ạ. Ok, tọa độ ngon đúng không ạ, tọa độ ngon là chúng ta phải biết cách lấy, trong này xác định vị trí mà đúng không ạ. Ngoài ra đấy thì nó là như thế này, nó là khi mà anh mình học được làm được á, anh mình học được làm được thì trong đây nó có một cái chương trình affiliate ở bài thứ 13, có nghĩa là mình có thể giới thiệu lại cho những người khác nếu như chúng ta làm thành công, và cái số lượng kết quả người làm thành công trong em 100% support tới khi ra đơn đúng không ạ, support tới khi các bạn ra đơn thì thôi, bạn làm được thì thôi ấy, có nghĩa là làm được thì thôi ấy, đa kênh tất cả tật đó, và thảo luận với nhau rất là nhiều đó. Và khi mà chúng ta làm được thì chúng ta hoàn toàn có thể quảng bá ra bên ngoài, đấy là cái vấn đề của IP nói đúng không ạ, chứ không giống như cái chỗ khác đúng không ạ. Bạn có thể là affiliate 80% khóa học gì ghê đấy đúng không ạ, lừa nhau thì có đúng không ạ, ở đây không có chuyện đó đúng không ạ. Rất là vất vả để chúng ta có đơn, rất là vất vả để chúng ta thành công, thì khi mà chúng ta hoàn toàn có thể quảng bá, chúng ta có thể đào tạo lại người khác và chúng ta nhận cái phần thưởng xứng đáng đó, là có affiliate nhé, có affiliate. Affiliate không phải là khóa học, mà affiliate công cụ 30%, affiliate các cái khóa học và khóa học tương đương, có nghĩa là riêng cái module sell top marketplace admin đang bán cái tút này là 699k, chỉ riêng 6 video thôi trị giá 700.000 đấy, một video trị giá 100.000 đấy, nếu mà tính theo video sale thì chắc không ai dám học đúng không ạ. Tám mươi chín mươi phần trăm khoa học thì đấy là điều viển vông đúng không ạ, nhưng mà cũng rất là nhiều người đâm đầu vào, nó không có tạo ra cái giá trị gì hết đúng không ạ. Mà bạn đẹp như này nhờ mình nạp vào cho hắn 42.000 đô đấy, 2.000 đô đấy đúng không ạ, là 48 triệu, rồi bây giờ cũng chẳng để làm gì, tại vì chẳng học được gì, toàn tiếng nước ngoài thôi mà đúng không, chẳng học được gì, mất đi đúng không ạ, chẳng học được cái quái gì hết, hết gần 50 triệu gom góp từ sau đó đúng không ạ, phi thực tế hết đúng không ạ. Còn lại trong đó 50 triệu thì mình đi tới đâu luôn á, vừa mua được máy tính này, vừa mua được tool này, vừa thuê được nhân viên này đúng không ạ, vừa có kiến thức này, không cần phải ôm hàng, 50 triệu thôi là đủ khởi nghiệp để kiếm khoảng tầm 200-300 triệu một năm. Đấy là tôi đang có một cái anh bạn đúng không ạ, và đây bây giờ đang làm trực tiếp đúng không ạ, đang đến trực tiếp để đào tạo với admin luôn á, đây này, đó, khởi nghiệp 50 triệu đúng không ạ, đó anh nhìn thấy không ạ, và đang học về Shopee đúng không ạ, được học toàn bộ những cái kiến thức đúng không ạ, đấy anh mình nhìn xem, đây là văn phòng của admin đúng không ạ, máy tính đúng không ạ,
bên kia thì có một số bạn nhân viên buổi sáng đúng không ạ, ngồi đúng không ạ, bên bình thường ở đây có cái laptop đúng không ạ, người bí mật đúng không ạ, em chưa biết được đúng không ạ, chờ thành công thì sẽ biết. Và đấy là cái chứng minh khởi nghiệp 50 triệu. Tại vì như này tôi sẽ phân tích cái cuối cùng và sau đó là anh em một số anh mình chia sẻ đúng không ạ, là sẽ kết thúc cái Zoom này và Zoom này sẽ được lưu lại rồi. Thì như thế này này, anh em mình bỏ 10 triệu ra để học tất tần tật những kiến thức mà tôi vừa xong nói, từ Facebook marketing, đa kênh, content, sell top Google, Shopee, chạy quảng cáo, đúng không? Chạy quảng cáo cơ bản, đúng không? Chạy quảng cáo nâng cao là nó những cái mà nó liên quan chuyên sâu hơn một tí, đúng không? Chạy quảng cáo và website, Photoshop, những cái kiến thức nền tảng này, đúng không ạ, là cái hành trang tốt nhất cho mình làm kinh doanh, và không có, đúng không ạ, không có, đúng không ạ, không có một cái gì nó thay thế được như cái vấn đề này. Thì lại mình đang đào tạo toàn bộ như thế này là đang là 10 triệu đấy, toàn bộ tất tần tật, đúng không ạ, không che giấu vấn đề gì hết, cho cả gì ạ, cho cả giá luôn, cho cả giá tốt luôn để làm. Ok, ok, đầu tiên khi mà học xong rồi, đúng không ạ, chúng ta làm được, chúng ta bắt đầu nhân bản, thì chúng ta bây giờ thuê một cái nhân sự.